Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 206. Thái Cổ Thiên Hoàng, đây chính là cùng Tổ Thiên Tà Phượng cùng nổi danh bốn đại Tổ Phượng Hoàng một trong A, nó vậy mà tái hiện thế gian, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không khiếp sợ. Mấu chốt nhất là, cái kia Tổ Thiên Tà Phượng xông vào Lăng Phong nghi tâm, rõ ràng là muốn đoạt xá Lăng Phong A. Tiêu Phàm rốt cuộc biết, bản thân nội tâm cố kia bất an đến từ nơi nào. Bạch sắc thạch đầu đã nhắc nhở hắn. Mắt thấy cái kia Thái Cổ Thiên Hoàng hư không sắp xông vào Lăng Phong mi tâm thời khắc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm hai mắt bỗng biến thành hắc sắc, một đầu huyết u minh xoay quanh trong đó. Nghịch loạn, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, chỉ một thoáng, hoàn cảnh bốn phía trong nháy mắt biến thành huyết sắc, Thiếu Thiên Hoàng cùng huyết hoàng nữ đám người đều biến mất hết không gặp. Chỉ có Tiêu Phàm cùng cái kia ngàn trượng Thái Cổ Thiên Hoàng thân ảnh bị bao phủ trong đó, không đúng, ngoài ra còn có một bóng người, kia liền là Lăng Phong. Lão đại, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lăng Phong, hắn vốn chỉ là nghĩ tù khốn Thái Cổ Thiên Hoàng thân ảnh, làm sao Lăng Phong mình cũng tiến nhập nơi này. Hô, Lăng Phong bỗng mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ ác liệt, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, khẽ mỉm cười nói, lão tam. Ta sự tình, sao có thể nhường ngươi một người gánh chịu? Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là Lăng Phong chủ động tiến vào hắn đồng thuật không gian, loại này thủ đoạn, nhường hắn đều vô cùng kinh hãi. Chí ít, hắn nghĩ chủ động tiến vào người khác đồng thuật không gian, là không làm được. Lão đại, ta xác thực xem thường ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói. Đó là, nói thế nào ta cũng là lão đại ngươi. Lăng Phong thoải mái cười một tiếng, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia ngàn trượng Thái Cổ Thiên Hoàng hư ảnh lúc, trong nháy mắt trở nên sắc bén rất nhiều, Thái Cổ Thiên Hoàng, người đã chết, cần gì phải sống thêm một lần. Tổ Thiên Tà Phượng, người vậy mà cũng trọng sinh, Thái Cổ Thiên Hoàng hư ảnh mở miệng nói tiếng người, chính là thanh âm của một nữ tử, không đúng, người không phải Tổ Thiên Tà Phượng. Ta dĩ nhiên không phải Tổ Thiên Tà Phượng, sự tôn ta so người có thể phải mạnh hơn. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, người đời đều nói Tà Phượng nhất yêu tà, nhưng hắn chưa bao giờ muốn đi qua tính toán một cái vãn bối. Hừ, Thái Cổ Thiên Hoàng lạnh rên một tiếng, Lăng Phong đánh giá nhường hắn vô cùng khó chịu. Thái Cổ Thiên Hoàng cùng Tổ Thiên Tà Phượng hai cái mặc dù cùng là Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, nhưng bọn hắn lại là lão đối đầu, lúc trước Thái Cổ đại kiếp về sau, hai người tất cả đều vẫn lạc. Bất quá đối với bọn họ bậc này tồn tại mà nói. Ngắn ngủi tử vong cũng không đại biểu cái chết thực sự, bọn họ còn có cơ hội sống lại. Dù sao, đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, linh hồn muốn triệt để diệt tuyệt, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù cho chỉ có một sợi tàn hồn, cũng có thể mượn thể trọng sinh, hơn nữa phương pháp nhiều mặt. Lăng Phong lúc trước huyết mạch phản tổ, thức tỉnh Tổ Thiên Tà Phượng huyết mạch, Tổ Thiên Tà Phượng tàn hồn theo hắn huyết mạch thức tỉnh, cũng tỉnh lại. Bất quá. Tổ Thiên Tà Phượng lại không có đoạt xá Lăng Phong, mà là tự động mẫn diệt, đem truyền thừa cho Lăng Phong, thậm chí còn cường hóa hắn huyết mạch chi lực. Bằng không mà nói, Lăng Phong lại làm sao có thể lấy được Phượng Hoàng tộc chí bảo tổ tước chi tán thành. Chỉ bằng vào điểm này, Thái Cổ Thiên Hoàng quả thật bị Tổ Thiên Tà Phượng so không bằng, nàng táng thân tại vạn cổ hung phần, liền không có nghĩ tới triệt để chết đi, mà là chờ đợi cơ hội thức tỉnh. Cái kia tổ tước chi chính là nàng trọng sinh chi pháp, chỉ cần có được cường đại Phượng Hoàng tộc huyết mạch người tiến vào nơi đây, sẽ được tổ tước chi lực lượng quán thâu. Vô luận tu vi hay là sức mạnh thân thể, đều sẽ đạt tới nàng mượn thể trọng sinh điều kiện. Tổ Thiên Tà Phượng không đoạt xá ngươi, đó là hắn ngu xuẩn. Thái Cổ Thiên Hoàng mở miệng lần nữa, cười lạnh nói, tất nhiên ngươi thức tỉnh Tổ Thiên Tà Phượng huyết mạch, vậy càng tốt, bản tổ cũng chờ mong hắn huyết mạch chi lực rất lâu. Dứt lời, Thái Cổ Thiên Hoàng đi từng bước một hướng Lăng Phong, cường đại khí tức, liền huyết sắc đồng thuật không gian đều có chút run rẩy. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái này Thái Cổ Thiên Hoàng tán phát khí tức, có thể so với lúc trước kiếm ma còn kinh khủng hơn nhiều. Kiếm ma đỉnh phong thời kỳ có vẻ như chỉ là thượng phẩm pháp tôn, đây chẳng phải là nói rõ trước mắt Thái Cổ Thiên Hoàng chí ít cũng là thiên tôn, thậm chí thánh tổ. Thở sâu, Tiêu Phàm cũng không lui lại nửa phần. Ngược lại lách mình xuất hiện ở Lăng Phong trước người, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đoạt xá lão đại nhục thân, có phải hay không cũng phải hỏi qua ta. Tiêu Phàm linh hồn chi lực cũng không làm sao cường đại,
chỉ có trung phẩm nguyên tôn tả hữu mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn triệu hoán Tu La Tổ Ma hư ảnh, khí tức linh hồn của hắn tất nhiên sẽ tăng lên mấy cái cấp độ, chỉ là chưa tới vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm một dạng cũng sẽ không tùy ý thi triển Tu La Tổ Ma hư ảnh. Đồng thuật không gian là ngươi thi triển. Thái Cổ Thiên Hoàng lúc này mới mắt nhìn thẳng lấy Tiêu Phàm, sau một khắc, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, thật là mãnh nhân quả. Tiêu Phàm nhíu mày, lần trước kiếm ma cũng là cái phản ứng này, làm sao Thái Cổ Thiên Hoàng cũng là như thế. Trên người mình, nhân quả mặc dù không ít, nhưng là những người này lại là làm sao thấy được đây. Tiểu tử, Tu La Tổ Ma cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thái Cổ Thiên Hoàng trầm giọng nói, sát khí như ẩn như hiện. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả quyết triệu hồi ra Tu La Tổ Ma hư ảnh, hắn làm sao không cảm giác được Thái Cổ Thiên Hoàng sát khí trên người đây. Nhưng mà, làm Thái Cổ Thiên Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm trên người Tu La Tổ Ma hư ảnh thời khắc, bỗng hóa thành hình người, đó là một người mặc hỏa quần dài màu đỏ trung niên nữ tử. Nàng ung nhã, cao quý, có được dung nhan tuyệt thế, nhìn qua đại khái ba chừng hơn 10 tuổi, lại giống như tuyệt thế vưu vật. Để người nhìn không được mơ màng. Một đôi mắt phượng bốc hơi lên hơi nước, hiện ra làn thu thủy, có thể hòa tan bất kỳ nam nhân nào tâm, làm cho người thương tiếc, yêu thương. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người cũng giống như gặp quỷ sống đồng dạng, bọn họ thấy qua mỹ lệ nữ tử vô số, nhưng không có mấy cái có thể so sánh người trước mắt. Nàng dường như ngưng tụ vô số nữ tử ưu điểm, là mỗi một nam nhân ảo tưởng trong lòng. Tiêu Phàm ngược lại là rất nhanh tỉnh táo lại, hắn phát hiện, Thái Cổ Thiên Hoàng sát khí trên người sớm đã tan thành mây khói, đôi mắt đẹp của nàng hướng về Tu La Tổ Ma hư ảnh, dĩ nhiên là nhu tình bốn phía. Tục ngữ nói nữ nhân giỏi thay đổi, có thể Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy biến hóa lớn như vậy. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng đã âm thầm có suy đoán, Tu La Tổ Ma 89 phần 10 đi theo Thái Cổ Thiên Hoàng có một chân. Cái gọi là yêu sâu. Hận thiết, không nữ tử đột nhiên bén nhọn kêu to một tiếng, nàng nghĩ đưa tay vuốt ve Tu La Tổ Ma mặt, nhưng lại sợ cái gì, vội vàng thu hồi thon thon tay ngọc. Ngay sau đó, cặp mắt của nàng bỗng trở nên đỏ bừng như máu, quanh thân càng là bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm. Hô một tiếng, nữ tử lần nữa biến thành Thái Cổ Thiên Hoàng bộ dáng, chỉ là so với vừa rồi, nàng hiện tại lửa giận đan xen, dường như muốn hủy diệt tất cả. Ngươi cho rằng chết rồi, liền có thể bỏ qua một bên hết thảy. Thái Cổ Thiên Hoàng tức giận gào thét, hắn là ngươi truyền nhân đúng không, ta không giết được ngươi, vậy liền giết hắn. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm mặt đều xanh, nguyên bản còn tưởng rằng Thái Cổ Thiên Hoàng là Tu La Tổ Ma nhân tình, xem ở Tu La Tổ Ma mặt mũi, hẳn là sẽ tha bọn họ. Nhưng ai ngờ, Thái Cổ Thiên Hoàng ngược lại càng tức giận hơn. Nữ nhân quả nhiên giỏi thay đổi. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, đã làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng, Thái Cổ Thiên Hoàng thực lực có lẽ không được tốt lắm, nhưng là ý chí của nàng tuyệt đối khủng bố. Dù cho Tiêu Phàm hiện tại triệu hoán ra Tu La Tổ Ma hư ảnh, hơn nữa ở chính hắn đồng thuật không gian, hắn cũng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực cùng uy hiếp. Thái Cổ Thiên Hoàng tuyệt đối vượt qua thiên tôn. Tiêu Phàm trong lòng đối Thái Cổ Thiên Hoàng thực lực lại có nhận thức mới. Lão Tam, chúng ta hợp lực, Lăng Phong thở sâu. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thân thành tổ thiên tà phượng, quanh thân thiêu đốt lấy đen ngọn lửa màu đỏ, giống như từ U Minh địa ngục bên trong đến, cực kỳ kinh khủng. Tiêu Phàm một trận kinh ngạc, Lăng Phong lúc nào trở nên mạnh như vậy? Không đúng, không phải Lăng Phong thực lực mạnh, mà là hắn chiếm được tổ thiên tà phượng huyết mạch chi lực. Ý chí cường đại đã. Liền tựa như hắn, dung nhập Tu La Tổ Ma hư ảnh, tăng thêm hắn vốn là ý chí, chỉ ít ý chí không kém gì thượng phẩm pháp tôn, tăng thêm hắn sân nhà tác chiến, ý chí đoán chừng đạt đến thiên tôn cấp độ. Các ngươi đều phải chết, Thái Cổ Thiên Hoàng phẫn nộ, chu ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt, khiến cho toàn bộ đồng thuật không gian càng thêm đỏ tươi lên, tựa như vừa mới bị máu tươi nhiễm đỏ qua. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người chiến ý như là biển mãnh liệt, không có nửa điểm e ngại. Lúc này, so đấu chính là ý chí, chỉ cần có nửa điểm e ngại, bọn họ nhất định phải chết. Hô, Thái Cổ Thiên Hoàng chủ động xuất kích, giống như một vòng huyết sắc thái dương đập xuống, chung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao,
hư không đều rất giống muốn bị đốt thành hư vô. Ta tới trước, Lăng Phong để lại một câu nói, tổ thiên tà phượng nghịch thiên mà lên, cùng thái cổ thiên hoàng rảo sát cùng một chỗ. Hư không không ngừng bạo tạc, huyết sắc không gian một trận rung động, tựa như tùy thời có thể nổ tung đồng dạng, mấy tức về sau, tổ thiên tà phượng đáp xuống, trọng trọng đập trên mặt đất. Không chung, thái cổ thiên hoàng há miệng kéo xuống tổ thiên tà phượng một tảng lớn hỏa diễm, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn không cho Lăng Phong thời gian thở dốc, lần nữa đánh giết mà xuống. Lan, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nổ tung mà ra, nơi này chỉ là hắn ý chí không gian, không thể thi triển bản nguyên chi lực, chỉ có thể dựa vào ý chí lực lượng, toàn lực ứng phó. Quyền ảnh của hắn giống như mưa rơi nổ tung ở thái cổ thiên hoàng trên người, có thể thái cổ thiên hoàng lại không có nửa điểm phản ứng, ngược lại há mồm trực tiếp xé rách phía dưới Tiêu Phàm cánh tay. Tiêu Phàm đau mồ hôi chảy ròng, mặc dù đây không phải hắn bản thể, nhưng loại ý chí này lại là thật, nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm kêu lên. Không phải là đối thủ a. Tiêu Phàm trong lòng thở dài, thái cổ thiên hoàng tầng thứ này tồn tại, ý chí cũng đã trải qua vô số mài giũa, một dạng công kích, căn bản không làm gì được nàng. Nàng Tiêu Phàm cũng tự xưng là ý chí thật tốt, nhưng ở thái cổ thiên hoàng trước mặt, lại hoàn toàn không tính là gì, thậm chí có thể không đáng kể. Một khi bọn họ bị thái cổ thiên hoàng ý chí thôn phệ, ý chí hủy diệt, coi như đại biểu bọn họ thật đã chết rồi, so linh hồn hủy diệt còn muốn triệt để. Lão Tam, cởi ra đồng thuật không gian, ta tới ứng phó nàng. Lăng Phong đã chiếm lên, lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi là nàng đối thủ sao? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, không phải hắn xem thường Lăng Phong, mà là sự thật chính là như thế. Lăng Phong có lẽ là nghĩ hy sinh chính mình, tới cứu hắn Tiêu Phàm. Nhưng một khi hắn cởi ra đồng thuật không gian, thái cổ thiên hoàng tất nhiên là sẽ đoạt xá Lăng Phong, Lăng Phong cái chết, bọn họ cũng đồng dạng trốn không thoát. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng thái cổ thiên hoàng ở đồng thuật không gian bên trong giết thống khoái. Thế nhưng là, Lăng Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắn tự nhiên không phải thái cổ thiên hoàng đối thủ. Không có cái gì có thể là, trừ bỏ giết chết nàng, không còn gì khác biện pháp. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trong con mắt hắn, thái cổ thiên hoàng thân ảnh cấp tốc phóng đại. Hiển nhiên, thái cổ thiên hoàng căn bản không cho hai người nghỉ ngơi chỗ trống, chỉ muốn giết hai người, đoạt xá Lăng Phong nhục thân. Còn chưa tới gần, thái cổ thiên hoàng cố kia ý chí mạnh mẽ uy áp bao phủ Tiêu Phàm, tựa như cố ý nhằm vào hắn đồng dạng, cái này khiến Tiêu Phàm cực kỳ phiền muộn. Thái cổ thiên hoàng cùng Tu La Tổ Ma có thù, bây giờ lại cố ý nhằm vào hắn, hoàn toàn nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Ầm ầm ý chí như núi, nặng nề trầm ngưng, kèm theo nồng nặc sát phạt chi khí, áp hai người không thở nổi. Mắt thấy thái cổ thiên hoàng sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong nhìn nhau, lần nữa toàn lực xông tới. Thế nhưng là, hai người vẫn như cũ quá xem thường thái cổ thiên hoàng, hai đầu kia đỏ như máu cánh, giống như hai thanh thiên đao giáng xuống, trực tiếp xé ra ý thức của hắn chi thân, hai người trọng trọng đập trên mặt đất, nửa ngày không thể đứng dậy. Mạnh, quá mạnh, hiện tại Tiêu Phàm cùng Lăng Phong, hoàn toàn không phải thái cổ thiên hoàng đối thủ, căn bản không phải một cái cấp độ, hai người cho thái cổ thiên hoàng nhét kẽ răng đều chẳng qua. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, thái cổ thiên hoàng đỉnh phong thời kỳ, đến cùng là thực lực như thế nào, cho dù không phải thánh tổ cảnh, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm không biết thánh tổ cảnh là một cái như thế nào cấp độ, nhưng bây giờ loại này cảm giác bất lực, lại làm cho lờ mờ có thể tưởng tượng một chút. Quá mạnh, Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy, nhìn thoáng qua đỉnh đầu Tu La Tổ Ma hư ảnh. Nguyên bản hắn cho rằng điều động Tu La Tổ Ma hư ảnh lực lượng, miễn cưỡng có thể đối phó được thái cổ thần hoàng ý chí, dù sao, hắn tốt xấu cũng coi là triệt để dung hợp Tu La Tổ Ma. Nhưng mà, chân chính sau khi giao thủ hắn mới phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm. Nghịch loạn chi đồng không làm gì được thái cổ thiên hoàng, cái kia rời đi đây. Mình tới thời điểm dùng thời không thiên châu cùng chấn thế đồng quan, có thể miểu sát thái cổ thiên hoàng tàn hồn sao? Tiêu Phàm cũng không có nắm chắc, hiện tại, bọn họ giống như lâm vào một cái tình thế chắc chắn phải chết. Chết, thái cổ thiên hoàng gầm lên một tiếng, huyết hồng sắc cánh lần nữa hung mãnh chém xuống. Ý chí cường đại tập trung vào hai người, không cho bọn họ tránh thoát cơ hội.
Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người con ngươi bỗng nhiên co rút lại, chẳng lẽ mình hai người phải chết ở chỗ này? Ai mắt thấy hai cái kia chuôi thiên đao sắp rơi xuống, đột nhiên, hư không bên trong truyền đến thở dài một tiếng, cùng lúc đó, Thái Cổ Thiên Hoàng công kích trong nháy mắt ngừng lại. Tiếng thở dài, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc, hắn cảm thấy mình không có nghe lầm, vừa rồi xác thực nghe được thở dài một tiếng, tựa như liền ở bên tai hắn vang lên, rõ ràng như thế. Hắn nhìn quanh một cái bốn phía, lại là không thấy được bất luận bóng người nào, nơi này chính là hắn đồng thuật không gian, những người khác không thể có thể đi vào. Chẳng lẽ mình sắp gặp tử vong, cảm nhận được ảo giác? Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng đối diện Thái Cổ Thiên Hoàng trên người lúc, lại là phát hiện Thái Cổ Thiên Hoàng lần nữa hóa thành hình người, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Không, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Tiêu Phàm đỉnh đầu. Đỉnh đầu của mình, không phải liền là Tu La Tổ Ma hư ảnh sao? Ngươi, ngươi không chết. Thái Cổ Thiên Hoàng ánh mắt phức tạp, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn có nước mắt bốc hơi, bất quá sau một khắc, nàng lại trở nên 10 điểm băng lãnh, không đúng, ngươi không phải hắn, ngươi là ai, dám giả mạo hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày vặn thành chữ xuyên, lại cũng không dám vọng động, ngưng tiếng nói, ngươi là Tu La Tổ Ma. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Tu La Tổ Ma hư ảnh, trong lòng lạnh tới cực điểm. Bị Thái Cổ Thiên Hoàng giết chết, Tiêu Phàm không có gì có thể hối hận, bọn họ tiến vào vạn cổ hung phần, vốn là nguy hiểm trọng trọng, chết cũng chỉ có thể nói thực lực không bằng người. Nhưng hắn không thích có người một mực tiềm phục tại bên cạnh hắn, cái này cùng giám thị hắn không có gì khác nhau. Vạn nhất đối phương muốn hại hắn, thời điểm then chốt nhưng hắn một kích chí mạng, hoàn toàn có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại, Tu La Tổ Ma vô cùng có khả năng chính là loại tình huống này, Tiêu Phàm cho tới nay, đều cho là mình triệt để luyện hóa cùng dung hợp, Tu La Tổ Ma hư ảnh hẳn là thuộc về chính hắn. Nhưng mà cho tới bây giờ mới hiểu được, Tu La Tổ Ma hư ảnh cho tới bây giờ liền không có thuộc về qua hắn, chỉ ít, bên trong một mực còn có một đạo khác tàn niệm. Hô, ở Tiêu Phàm cùng Thái Cổ Thiên Hoàng nhìn kỹ giữa, một đạo hắc ảnh từ Tu La Tổ Ma bên trong lách mình mà ra, đó là một cái vóc người khôi ngô, bóng lưng hết sức vĩ đại nam tử. Bất quá, Tiêu Phàm lại thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng hắn liếc mắt liền nhận ra, trừ bỏ Tu La Tổ Ma còn có thể là ai đây? Lúc trước Tiêu Phàm ở Chấn Thế Đồng Quan bên trong, cũng đã gặp qua Tu La Tổ Ma, dù cho hắn hóa thành cho cũng nhận biết. Ngươi, ngươi thật không chết, Thái Cổ Thiên Hoàng hết sức kinh hỉ, thiếu chút nữa thì muốn nhào lên. Thiên Hoàng, ngươi quá u mê, Tu La Tổ Ma hư ảnh lại là lạnh như băng nói, lộ ra tránh xa người ngàn dặm, không có bất kỳ nhân tình. Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới Tiêu Phàm trên người lúc này mới trở nên vô cùng nhu hòa, thản nhiên nói, vạn cổ hung phần, không phải địa phương ngươi có thể tới, mau rời khỏi a. Ta vì sao không thể tới? Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, là kẻ ngu đều có thể cảm nhận được, Tu La Tổ Ma đối với hắn quan tâm. Chỉ là hắn 10 điểm không hiểu, mình cùng Tu La Tổ Ma căn bản không có bất cứ quan hệ nào, duy nhất quan hệ cũng chính là bạch sắc thạch đầu, hắn vì sao như vậy quan tâm bản thân đây? Tu La Tổ Ma không nói thêm gì, mà là nhìn thoáng qua thiên khung, dường như không nhìn đồng thuật không gian, nhìn thấu cả tòa vạn cổ hung phần, nói, hắn sắp tỉnh sao? Hắn, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới một người, cũng chỉ có người kia, có thể làm cho Tu La Tổ Ma coi trọng như vậy a. Hắn quả nhiên là người truyền nhân, Thái Cổ Thiên Hoàng nhìn thấy Tu La Tổ Ma đối Tiêu Phàm thái độ, sát khí lần nữa nở rộ, ta không giết được ngươi. Vậy liền giết hắn. Dứt lời, Thái Cổ Thiên Hoàng lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nhưng mà lần này, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Tu La Tổ Ma đột nhiên trong nháy mắt một điểm, một đạo hắc sắc lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng Thái Cổ Thiên Hoàng mi tâm. Thái Cổ Thiên Hoàng kêu thảm một tiếng, giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở đỏ như máu trên mặt đất. Ngươi muốn giết ta, Thái Cổ Thiên Hoàng đã phẫn nộ, lại tuyệt vọng. Hoàn toàn không tin một màn này. Ngươi muốn giết hắn, ta không thể giết ngươi sao? Tu La Tổ Ma thản nhiên nói, ngữ khí 10 điểm bình thản, tựa như hắn giết chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tiêu Phàm từ ngữ khí của bọn hắn nghe được ra một loại không tầm thường vị đạo, trong lòng âm thầm trầm ngâm, hóa ra là tương tư đơn phương,
Thái Cổ Thiên Hoàng đối Tu La Tổ Ma có ý tứ, mà Tu La Tổ Ma nhưng căn bản không mắt nhìn thẳng nàng. Đoán chừng không chỉ như vậy, Tu La Tổ Ma còn cùng những nữ nhân khác sinh một đứa bé. Tiêu Phàm lại nghĩ tới một loại khả năng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thái Cổ Thiên Hoàng tức giận như thế, hơn nữa còn muốn giết mình. Bởi vì Thái Cổ Thiên Hoàng hận Tu La Tổ Ma, phàm là cùng hắn có liên quan tất cả, nàng đều muốn hủy diệt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, đảm nhiệm ngươi hạng gì phong hoa tuyệt đại, cũng khó trốn một cái tình chữ. Ngươi thật như thế vô tình. Thái Cổ Thiên Hoàng chậm rãi đứng lên, quanh thân hỏa diễm càng thêm cuồng bạo, nàng đã gần như điên cuồng, kinh khủng sát khí đem huyết sắc không gian nhuộm giống như máu tươi thẩm thấu, càng thêm yêu diễm, đỏ tươi. Tu La Tổ Ma cảm xúc không có nửa điểm chấn động, ngược lại bình tĩnh như nước, thản nhiên nói, chưa từng có tình, sao là vô tình. Ha ha, Thái Cổ Thiên Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, hảo một cái chưa từng có tình, sao là vô tình, người Tu La quả nhiên là thế gian kẻ vô tình nhất. Chết đi cho ta, theo Thái Cổ Thiên Hoàng rít lên một tiếng, ngọn lửa quanh người hắn càng thêm hung mãnh lên, tràn ngập toàn bộ huyết sắc không gian, Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người cơ hồ không chỗ có thể trốn. Tiêu Phàm đã chuẩn bị triệt hồi đồng thuật không gian, nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, Tu La Tổ Ma đột nhiên ngăn tại trước người bọn họ, khe khẽ thở dài, chúng sinh đều là cờ, cuối cùng không cách nào nhảy ra bàn cờ bên ngoài. Dứt lời, Tu La Tổ Ma há miệng hút vào, cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm, bỗng bị hắn nuốt vào trong bụng, bao quát Thái Cổ Thiên Hoàng phân thân. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, đều là không thể tưởng tượng nổi. Thái Cổ Thiên Hoàng thế nhưng là có thể là thánh tổ cảnh cường giả a, lại bị Tu La Tổ Ma một ngụm cắn nuốt mất. Cái kia Tu La Tổ Ma, lại là cái gì cảnh giới? Ngươi thật là ác độc, Thái Cổ Thiên Hoàng bị Tu La Tổ Ma nuốt vào trong bụng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, hư không chỉ có một thanh âm vang vọng thật lâu. Tu La Tổ Ma chậm rãi bình tĩnh trở lại, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, hướng về phía hư không thản nhiên nói, một lần này ngươi hài lòng. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn xung quanh bốn phía, tổng cảm giác mình bị cặp mắt hướng về, nhưng lại không thấy được bất luận bóng người nào. Hắn đang cùng yêu chủ nói chuyện sao? Lăng Phong trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. 89/10, Tiêu Phàm trả lời, đây cũng là hắn phỏng đoán. Hừ, ta quyết tâm, không kém gì ngươi. Tu La Tổ Ma lạnh rên một tiếng, tựa như chặt đứt liên hệ nào đó. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai người loại kia cảm giác bị giám thị trong nháy mắt biến mất, làm hai người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Tu La Tổ Ma đang theo dõi hai người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Về sau tự giải quyết cho tốt, Tu La Tổ Ma nhàn nhạt phun ra một câu. Sau một khắc, hắn hư ảnh bỗng biến mất, cùng lúc đó, bắn ra một hắc một hồng hai đạo lưu quang, phân biệt bắn về phía Tiêu Phàm cùng Lăng Phong. Tiêu Phàm cùng Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, liền tựa như bị điện giật đánh đồng dạng, trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đây là, Tiêu Phàm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được tự thân biến hóa, sức mạnh ý chí của ta, linh hồn chi lực đều đạt đến hạ phẩm pháp tôn cảnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, đạo hắc ảnh kia dung nhập hắn mi tâm trước đó, hắn vẻn vẹn chỉ có trung phẩm nguyên tôn cảnh linh hồn chi lực cùng ý chí lực a. Cho dù tăng thêm Tu La Tổ Ma hư ảnh, cũng mới hạ phẩm pháp tôn mà thôi, nhưng bây giờ, Tu La hư ảnh hoàn toàn không thấy, có thể hắn linh hồn lực lượng, vẫn như cũ đạt đến hạ phẩm pháp tôn chi cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vẻ mặt đắng chát, hắn biết rõ, bản thân cuối cùng vẫn tiếp nhận Tu La Tổ Ma quà tặng. Chỉ là từ nay về sau, trên người hắn Tu La Tổ Ma hư ảnh, sẽ không bao giờ lại tồn tại. Như Tu La Tổ Ma nói, về sau, Tiêu Phàm bản thân phải tự giải quyết cho tốt, Tu La Tổ Ma sẽ không bảo hộ hắn cả một đời. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, vì sao Tu La Tổ Ma muốn cho tự mình làm tất cả những thứ này. Thở sâu, Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, ánh mắt chuyển hướng Lăng Phong, lại là phát hiện, Lăng Phong trên người cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là, muốn đột phá pháp tôn cảnh dấu hiệu. Một tiếng kinh hô đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại, hắn lúc này mới ý thức được. Tu La Tổ Ma hư ảnh bản thân biến mất thời khắc, đồng thuật không gian cũng đồng thời phá diệt. Cách đó không xa,
Huyết Hoàng Nữ, Băng Hoàng Nữ cùng Thiên Hoàng Nữ đám người toàn bộ đều kinh ngạc cảm thụ được Tiêu Phàm cùng Lăng Phong biến hóa trên người. Tiêu Phàm trên người vẻn vẹn một đạo khí thế hiện lên, liền khôi phục bình tĩnh, đám người ngược lại cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng là, Lăng Phong giờ phút này, thế nhưng là hóa thân tổ thiên tà phượng, quanh thân máu đen xen nhau hỏa diễm càng ngày càng mạnh mẽ và tà dị. Hơn nữa, hắn tu vi lần nữa kéo lên, đã đột phá đến thượng phẩm nguyên tôn. Nhưng mà, loại tăng trưởng này xu thế vẫn không có giảm bớt, mà là đang không ngừng tăng lên. Ba đại hoàng nữ hộ đạo giả đều là pháp tôn cảnh cường giả, bọn họ cảm nhận được Lăng Phong khí tức trên thân, tự nhiên là lại không quá minh bạch. Lão đại muốn đột phá pháp tôn, Tiêu Phàm cũng là không khỏi kinh hãi. Bất quá hắn ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Lăng Phong không chỉ có chiếm được Thái Cổ Thiên Hoàng còn sót lại lực lượng, hơn nữa còn bị Tu La Tổ Ma quà tặng Thái Cổ Thiên Hoàng ký ức, không đột phá pháp tôn mới là lạ chứ. Hô, chỉ là cái này lúc, một bóng người nhìn không được, dò ra một bàn tay, cực tốc hướng về Lăng Phong chộp tới. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng. Linh hồn chi lực đột phá hạ phẩm pháp tôn, phản ứng của hắn lực muốn nhanh hơn rất nhiều, Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, đầy trời kiếm khí nở rộ. Phốc suy một tiếng, một đạo huyết hoa nở rộ, chụp vào Lăng Phong bàn tay bị một kiếm chặt đứt. Tiêu Phàm bên tai truyền đến hừ lạnh một tiếng, lại là một cái móng khác xuất hiện ở trước mặt hắn, chảo cương gào thét, mắt thấy là phải xé mở Tiêu Phàm lồng ngực. Hiển nhiên, công kích Lăng Phong một chảo. Chẳng qua là hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý mà thôi, đối phương công kích đối tượng, chính là Tiêu Phàm. Một cỗ cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở Tiêu Phàm trong lòng, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp thúc giục vô thượng kim thân đệ nhị đoán, đồng thời, từ dạ thế nơi đó lấy được phá ma chiến giáp cũng hiện lên ở ngoại thân. Bang, một tiếng âm vang thanh âm truyền ra, hư không đốm lửa bắn tứ tung, móng vuốt chộp vào chiến giáp phía trên, vậy mà phát ra bén nhọn kêu to thanh âm. Mà Tiêu Phàm lại không bị thương mảy may. Làm sao có thể, cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô, lại là Băng Hoàng Nữ bên người một cái lão ẩu trợn to hai mắt, tựa như qua gặp quỷ một dạng. Nàng đường đường hạ phẩm pháp tôn, đánh lén một cái hạ phẩm nguyên tôn, vậy mà lông tóc không hư hại, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Băng Hoàng Nữ, người tự tìm cái chết, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Băng Hoàng Nữ vậy mà để người đánh lén hắn. Cũng may trước đó tiến vào đồng thuật không gian, bên trong mặc dù quá khứ thời gian rất lâu, nhưng ngoại giới thời gian lại vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bằng không mà nói, đã sớm cho Băng Hoàng Nữ thời cơ lợi dụng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lạnh lùng sát khí tập trung vào Băng Hoàng Nữ, thậm chí ngay cả Lăng Phong cũng không lại bận tâm. Chỉ là thân hình hắn vừa mới tại chỗ biến mất. Tà vũ đám người chẳng biết lúc nào đã vọt lên, Thái Cổ Thiên Hoàng tàn hồn bị diệt, cái kia huyết mạch kết giới cũng liền tự nhiên biến mất. Ngươi dám, Băng Hoàng Nữ nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, nàng bên cạnh lão ẩu một tiếng quát mắng, lấy tay một bàn tay quất hướng Tiêu Phàm, bàn tay giống như băng tinh ngưng tụ, cứng rắn hết sức. Vừa rồi chính là nàng đánh lén Tiêu Phàm, cũng may Tiêu Phàm phản ứng kịp thời, tránh thoát một kiếp. Bất quá bây giờ... Tiêu Phàm thế nhưng là chiếm cứ quyền chủ động, chỗ nào còn sẽ e ngại một cái hạ phẩm pháp tôn. Hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả, hắn cũng không phải không đánh lui qua. Kiếm thể, Tiêu Phàm trong nháy mắt hút hết tất cả hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, 8 phần 10 khống chế lực cũng không phải đùa giỡn, một kiếm ra, hạ phẩm pháp tôn cũng phải bị chấn động đến cánh tay run lên. Huống chi, bà lão này tuổi tác đã cao, rõ ràng là nửa người vùi vào trong đất người. Có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Chém xuống một kiếm, nàng băng tinh chi chảo đánh tan, già nua thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lấn người mà tiến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ thuấn di, cùng lúc đó, hắn không chút do dự thúc giục tất cả sát lục bản nguyên chi lực. 12.000 nguyên, 9 phần 10 khống chế độ, toàn lực bạo phát xuống, thế nhưng là gần 10.000 bản nguyên chi lực uy lực. Bà lão kia, cho dù có được 15.000 nguyên bản nguyên chi lực, 6 thành khống chế độ toàn lực chống đối, vậy cũng mới 9.000 nguyên mà thôi. Huống hồ, nàng cũng căn bản sẽ không cùng Tiêu Phàm một dạng đem hết toàn lực, bằng không mà nói, nàng vừa rồi liền sẽ không bị Tiêu Phàm kiếm đạo bản nguyên lực lượng đánh bay. Mà lần này,
Tiêu Phàm là không chút do dự rút tận tất cả sát lục bản nguyên chi lực, một kích này, có thể không chỉ là muốn đẩy lui lão ẩu, mà là muốn giết người. Lấy lão ẩu tốc độ cùng thực lực, dù cho Tiêu Phàm có thể vượt giai giết người, đó cũng là rất khó được. Dù sao, hạ phẩm pháp tôn cảnh nếu như muốn đi, Tiêu Phàm không có khả năng ngăn được. Nhưng bây giờ, lão ẩu thế nhưng là xem như băng hoàng nữ hộ đạo giả, nàng nếu dám chạy, Tiêu Phàm trước tiên muốn giết chính là băng hoàng nữ. Dù cho chịu không được, nàng cũng phải chống đi tới, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem băng hoàng nữ chết. Thế nhưng là, nàng quá xem thường Tiêu Phàm giết hắn quyết tâm. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Tiêu Phàm có thể sống đến bây giờ, tự nhiên có hắn phương pháp xử sự, còn có dáng vẻ quyết tâm này. Nho nhỏ hạ phẩm nguyên tôn, thật sự cho rằng, lão ẩu nhìn thấy Tiêu Phàm được một tấc lại muốn tiến một thước, không khỏi tức giận, già nua mặt nhìn qua càng ngày càng dữ tợn. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, trong mắt nàng đạo kia huyết sắc kiếm hà cực tốc phóng đại, dường như đem cả mảnh trời khung đều xé thành hai nửa, khí tức kinh khủng mãnh liệt, gào thét. Túc sát sát lục chi kiếm, phát ra trận trận nổi giận kêu, trực tiếp đem lão ẩu nuốt hết. Tiểu tử này cũng quá mạnh rồi a, thật chẳng lẽ có thể chiến thắng hạ phẩm pháp tôn. Huyết hoàng nữ cùng thiên hoàng nữ hai người hộ đạo giả nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là không yếu hơn bọn họ hạ phẩm pháp tôn a, lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh đè lên đánh. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền ý thức được bản thân sai. Hơn nữa sai 10 điểm không hợp thói thường. Không chung, Tiêu Phàm một kiếm đè xuống, hắn không nghĩ tới, lão ẩu vậy mà cũng ra tay toàn lực, chặn lại hắn một kiếm này. Tiêu Phàm trong mắt chán phóng lãnh quang, sau đó hướng trong miệng nhét mấy viên thần đan, thể nội bản nguyên chi lực rất nhanh đến mức đến bổ sung. Nguyên bản khí thế chuẩn bị yếu bất huyết sắc kiếm hà lần nữa nở rộ, so sánh vừa rồi càng thêm hung mãnh. Lão ẩu trợn to hai mắt. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Một sát na này, nàng có chút hối hận, vì sao vừa rồi muốn nghe băng hoàng nữ, tìm cái này ngoan nhân phiền phức. Chỉ là, bây giờ hối hận đã không kịp. Tiêu Phàm đã động quyết tâm phải giết, ai cũng cứu không được nàng. Cứu ta lão ẩu khàn cả giọng gào thét, có thể thanh âm của nàng rất nhanh liền bị kiếm khí bao phủ, sau đó hoàn toàn biến mất. Thật lâu, huyết sắc kiếm hà biến mất. Hư không cũng bình tĩnh trở lại. Không chung, lão ẩu thân ảnh đã biến mất, chỉ còn lại có Tiêu Phàm thân ảnh. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm còn sống, điều này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Hạ phẩm nguyên tôn, nghịch phạt hạ phẩm pháp tôn, huyết hoàng nữ thanh âm đều có chút run rẩy. Hạ phẩm nguyên tôn, nghịch phạt hạ phẩm pháp tôn. Bậc này hành động vĩ đại, không biết đã bao nhiêu vạn năm chưa từng thấy qua. Thậm chí, không có người sẽ tin tưởng, hạ phẩm nguyên tôn cường giả, có thể giết chết được hạ phẩm pháp tôn, loại chuyện này, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà, bây giờ lại chân thực đã xảy ra, mà khi lấy không ít người mặt, cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh đây. Dù cho bà lão kia tuổi già lực suy, có thể lại làm sao, đó cũng là hạ phẩm pháp tôn a. Gia hỏa này, càng ngày càng biến thái. Tà Vũ đều có chút trong lòng run sợ, hắn có tự tin cùng hạ phẩm pháp tôn cường giả một trận chiến, nhưng thắng được không chắc chắn lắm, càng không nói chém giết hạ phẩm pháp tôn cường giả. Nhưng Tiêu Phàm lại làm được, đây không phải biến thái lại là cái gì. Đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nhưng mà, một người khác thì là hoảng hốt, người này không phải người khác, mà là băng hoàng nữ. Băng hoàng nữ ở nhìn thấy nàng hộ đạo giả tử vong trong nháy mắt đó, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ lòng bàn chân bốc khí, cho dù hắn vốn là ẩn chứa băng hoàng nhất tộc huyết mạch, cũng có chút không chịu nổi. Nàng nhìn thấy Lăng Phong đột phá, nghĩ đến Lăng Phong chiếm được cơ duyên lớn lao, vốn muốn cho hộ đạo giả đánh lén Tiêu Phàm, sau đó ứng phó Lăng Phong, chiếm lấy Lăng Phong cơ duyên. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm như thế bá đạo cùng cường thế. Trực tiếp đem nàng hộ đạo giả tiêu diệt. Băng hoàng nữ lúc này mới ý thức được, lúc trước cùng bọn hắn cùng cấp độ Tiêu Phàm, bây giờ đã bỏ lại xa xa bọn họ. Chí ít không phải nàng băng hoàng nữ có thể địch, dù cho 10 cái, thậm chí 100 nàng, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Băng hoàng nữ thu liếm khí tức,
nghĩ thừa dịp Tiêu Phàm không chú ý thời điểm, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng mà một khắc sau, một đạo thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở bên tai của nàng, dọa đến nàng toàn thân cũng bắt đầu phát run. Chạy đi đâu đây? Tiêu Phàm quay người, tay mang theo Tu La kiếm, lạnh lẽo theo dõi hắn. Ta, băng hoàng nữ bị dọa đến không biết nói cái gì cho phải, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía huyết hoàng nữ cùng thiên hoàng nữ. Bọn họ đều là phượng hoàng tộc thiên kiêu, lúc này, đối phương hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn chết. Như nàng sở liệu, huyết hoàng nữ sau lưng hộ đạo giả tiến lên một bước, trầm giọng nói, Tiêu Phàm, người đã giết một người, không muốn được voi đòi tiên. Ngữ khí rất bình thản, lại ẩn chứa ý uy hiếp. Huyết hoàng nữ trầm mặc không nói, cái này không phải là của nàng ý tứ, nhưng là, nàng cũng không tiện mở miệng ngăn cản, dù sao, nàng hộ đạo giả cũng chỉ là nghĩ cứu băng hoàng nữ một cái mạng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên hướng về huyết hoàng nữ hộ đạo giả, cường thế mà bá đạo nói ra, ta muốn giết nàng, ngươi cần phải cản ta. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm trên người tản ra xâm nhiên sát khí, bỗng nhiên tập trung vào huyết hoàng nữ hộ đạo giả. Chẳng biết tại sao, bà lão kia chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, bước bước chân xinh xinh treo ở hư không, cũng không dám lại bước ra. Vừa rồi Tiêu Phàm hai kiếm chém giết băng hoàng nữ hộ đạo giả một màn còn rõ mồn một trước mắt, thực lực của nàng cũng liền không phân cao thấp, nếu như Tiêu Phàm muốn giết nàng, nàng có thể chạy sao? Lấy thực lực của nàng, dĩ nhiên có thể đào tẩu, có thể huyết hoàng nữ đây, nàng có thể cứu sao? Hy vọng ngươi không nên hối hận, lão ẩu thở sâu uy hiếp một câu, cũng coi là cho bản thân một cái hạ bậc thang. Ta Tiêu Phàm, chưa bao giờ hối hận, Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng băng hoàng nữ. Cứu ta, băng hoàng nữ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, khẩn cầu nhìn xem huyết hoàng nữ cùng thiên hoàng nữ. Nhưng hai nàng đều bảo trì trầm mặc. Các nàng hiển nhiên đều biết Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm không giết băng hoàng nữ, tất nhiên thể không bỏ qua. Các nàng nếu như dám ra tay ngăn cản, đến lúc đó Tiêu Phàm có thể ngay cả bọn họ cũng trở mặt không nhận. Ngươi không phải mới vừa rất cường thế sao? Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem băng hoàng nữ nói, cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn, bản thân tự sát a. Tự sát, băng hoàng nữ chỉ cảm thấy cổ rét run, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân đường đường băng hoàng nữ. Vậy mà lại bị buộc tự sát. Hô, đột nhiên, nàng không biết dũng khí từ đâu tới, nhấc chân chạy, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không truy, chỉ là không hoảng hốt không vội vàng vung ra Tu La kiếm, vừa rồi tiêu hao kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đã bị thần đan bù đắp. Kiếm thể, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, một đạo bạch sắc thiểm quang nở rộ, tốc độ không biết so băng hoàng nữ nhanh bao nhiêu. Một cái hô hấp không tới thời gian, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, lại là nhìn thấy băng hoàng nữ thân thể bỗng một phân thành hai. Nàng toàn lực ngăn cản, nhưng tại Tiêu Phàm một kiếm kia trước mặt, lại có vẻ như thế tái nhợt vô lực. Huyết phú bạo sái hư không, ngạo kiều băng hoàng nữ, bởi vì chính mình vô tri mà táng nộp mạng. Tiêu Phàm tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, chậm rãi thu hồi trường kiếm, lần nữa hướng về Lăng Phong tới gần. Trong lúc nhất thời, khắp nơi lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm như thế hung mãnh cùng cường thế. Liền Long Phượng tộc người cũng dám giết, lần này, Long Phượng tộc sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phàm, cẩn thận Long Phượng tộc trả thù. Thiên Hoàng nữ trong bóng tối cho Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang theo nàng người rời đi. Huyết Hoàng nữ trầm mặc không nói, thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng quay người rời đi. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, cự phong bắt đầu mãnh liệt run rẩy, núi đá chậm rãi sụp đổ, Lăng Phong thân ảnh nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, Lăng thanh âm của gió liền ở hắn bên tai vang lên, lão tam, ta cần phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, quay đầu ta tới tìm các ngươi. Tiêu Phàm nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, lấy tay vung lên nói, chúng ta đi. Đám người nhanh chóng rời đi nơi đây. Khi bọn hắn xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài, quay đầu nhìn đi lúc này mới phát hiện sơn phong đã san thành bình địa, sơn cốc cũng bị bổ sung mà lên. Lão đại hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình vẻ lo lắng. Hắn sẽ tới tìm chúng ta, Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy,
trong đầu hắn lại là đang hồi tưởng lấy Tu La Tổ Ma lời nói. Việc đã đến nước này, mình là tiếp tục lưu lại, hay là mang lấy người rời đi đây? Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm cuối cùng lựa chọn lưu lại, cho dù hắn nghĩ rời đi, Tà Vũ bọn họ cũng chưa chắc sẽ cùng theo hắn đi. Mặt khác, cầu phú quý trong nguy hiểm, vạn cổ hung phần bên trong dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng là khắp nơi đều là cơ duyên. Bây giờ loạn thế sắp đến, bằng vào bình thường tu luyện, muốn nhanh chóng mạnh lên, là không thể nào. Muốn ở trong loạn thế sống sót, tự nhiên không thể thiếu cần trải qua một chút gặp trắc trở. Tiêu Phàm, hiện tại xem ra, cái này vạn cổ hung phần bên trong, 89 phần 18 lấy đúng là yêu chủ thuộc hạ. Tà Vũ ánh mắt thâm thúy, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Đầu tiên là đã trải qua táng hổ nhai, hiện tại lại gặp được phượng sào, ai biết tiếp đó sẽ gặp gỡ cái gì. Yêu chủ thuộc hạ, chính là 12 đầu tuyệt thế đại yêu, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên vị trí. Nam Cung Tiêu Tiêu biểu tình vẻ kiên định. Đám người cũng âm thầm gật đầu, Lăng Phong chính là chứng minh tốt nhất, thời gian ngắn từ thánh tôn cảnh đột phá đến hạ phẩm nguyên tôn. Dạng này đột phá dĩ nhiên có chỗ thiếu hụt, nhưng cũng là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ một loại phương pháp. Đi, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một chữ, tiếp tục đi đến vừa đi đi. Bây giờ thái cổ thần giới ám lưu hung dũng, vô tận thần phủ không thể nghi ngờ là đông đảo thế lực bên trong nhỏ yếu nhất. Tiêu Phàm không thể không liều, dù cho Tu La Tổ Ma nhắc nhở hắn, vạn cổ hung phần nguy hiểm trọng trọng, hắn cũng nhất định phải lưu lại liều. Hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, muốn chịu đựng được thái cổ thần giới thủy triều, cơ hồ là không thể nào. Mặc dù bây giờ vô tận thần phủ có tử như huyết tọa chấn, nhưng Tiêu Phàm có thể đi đến bây giờ tôn chỉ chính là, hết thảy đều phải dựa vào bản thân. Chỉ có dựa vào bản thân, mới có thể đi càng xa. Tiêu Phàm, người giết băng hoàng nữ, phải cẩn thận phượng tộc trả thù. Tà Vũ nhắc nhở. Ta biết, tất nhiên muốn giết người. Vậy thì phải làm tốt bị giết chuẩn bị, băng hoàng nữ như thế, ta cũng như thế. Tiêu Phàm con người vô cùng kiên định. Đi đến bây giờ, hắn còn không có sợ qua ai. Đám người sát mặt đất một đường phi nhanh, không biết đi sâu vào bao nhiêu dặm, mọi người tốc độ rốt cục chậm lại. Tam ca, ta cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta. Một mực trầm mặc không nói Quan Tiểu Thất mở miệng nói, có được linh tộc huyết mạch hắn, đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Ta cũng có loại này cảm giác, Tử Thiên Y ngưng tiếng nói, đề phòng tới cực điểm. Tiêu Phàm nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ác liệt quang mang, nói, từ giờ trở đi, ta, Khương Ách cùng Tử Thiên Y một tổ, Tà Vũ, Hiên Viên Trảm Tiên, Lão Nhị, Tiểu Ngũ một tổ, Trúc Hồng Tuyết, ngươi cùng Ma Thái Hư ba người một tổ. Tốt, đám người gật gật đầu, bọn họ tiến vào mười mấy người, mục tiêu không coi là nhỏ. Nếu có người ra tay với bọn họ, đội ngũ rất dễ dàng tách ra, như vậy phân tổ, vạn nhất bị người đánh giết, cũng tốt lâm thời ứng đối. Oanh, đột nhiên, phía trước một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa phía bầu trời. Tiêu Phàm đám người dường như cảm nhận được cả mảnh trời khung đều muốn áp sập xuống tới, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tại sao ta cảm giác, có một đầu hồng hoang mãnh thú đang thức tỉnh? Quan Tiểu Thất toàn thân lông tóc dựng đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Long tộc khí tức, Ma Thái Hư thở sâu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chẳng lẽ, ta Ma Thái Hư cơ duyên muốn tới sao? Chia ra tới gần, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, hắn mang theo Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người nhanh chóng hướng về nguồn thanh âm vị trí tới gần, trên người hai người này vận rủi, cũng chỉ có hắn Tiêu Phàm chịu đựng nổi. Đây cũng là hắn chỉ dẫn theo Khương Ách cùng Tử Thiên Y ở bên cạnh nguyên nhân. Tiêu Phàm một chuyến, chia ba tổ, từ ba phương hướng tới gần. Lúc này, một mảnh dung nham đại dương bao la lạc ấn ở đám người tầm mắt, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả đều là dung nham, thiên khung đều bị nhuộm thành huyết sắc, nóng bỏng nhiệt độ khiến cho bốn phía không có một ngọn cỏ. Khủng bố, đây là đám người trong đầu toát ra cái thứ nhất từ. Bọn họ thực sự nghĩ không hiểu cái gì từ để hình dung trước mắt nguy nga tràng diện. Nơi đó có đầu rồng, Tử Thiên Y thấp giọng kinh hô, chỉ dung nham bên trong lăn lộn một đạo bóng người đen nhánh, hỗn độn một mảnh. Quỷ dị chính là, hắn những nơi đi qua, những cái kia dung nham trong nháy mắt ngưng kết, lưu lại một đầu đen nhánh quỹ tích. Không sai,
đó là một đầu toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen long. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, thân hình chí ít cũng có dài ngàn dặm, kinh khủng như vậy thân hình, Tiêu Phàm bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là cái gì long? Khương Ách kinh ngạc hết sức, lấy kiến thức của hắn, vậy mà cũng không nhận ra đầu này thần long lai lịch. Hỗn độn thần long, Tiêu Phàm thở sâu, nói, long tộc tam đại chí tôn thần long một trong. Dĩ nhiên là thần thú bảng xếp hạng thứ 14 hỗn độn thần long. Khương Ách cũng không bình tĩnh, nó tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta quá xem thường thái cổ 12 đại hung thú, hoặc có lẽ là, chúng ta quá xem thường yêu chủ. Tiêu Phàm híp hai mắt. Cho đến bây giờ, tam đại chí tôn thần long, hắn đã thấy qua ngũ trảo tử kim thần long cùng hỗn độn thần long, loại này 100 vạn năm cũng khó gặp hung thú vậy mà liên tiếp xuất hiện. Thật chẳng lẽ đại thế muốn tới sao? Tiêu huynh, đã từng đối địch với ngươi long tộc thần long tử, hắn không phải cũng là hỗn độn thần long sao? Tử Thiên Y lại là có chút mơ hồ. Hỗn độn thần long, có vẻ như chẳng qua là long tộc một loại huyết mạch mà thôi a. Làm sao trở nên như thế hy hữu cùng cao quý? Đó là bọn họ bản thân lời tân bốc mà thôi, thần long tử vị trí hỗn độn thần long tộc, tối đa chỉ là có được chân chính hỗn độn thần long một điểm huyết mạch chi lực mà thôi. Tiêu Phàm trên mặt tràn đầy khinh thường, dù cho ma thái hư, cũng chỉ là có được chân chính thái cổ ma long một tia huyết mạch chi lực. Chân chính hỗn độn thần long, đây chính là tung hoành cửu thiên hung thú, hơn nữa còn là một thể tồn tại thần thú. Lại làm sao có thể có hỗn độn thần long chủng tộc tồn tại đây? Đương nhiên, cho dù thần long tử vị trí chủng tộc có được hỗn độn thần long một tia huyết mạch, đó cũng là cực kỳ cường đại. Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người gật gật đầu, long tộc tam đại chí tôn thần long, đều là thần thú bảng đỉnh cấp thần thú, có thể so sánh phượng tộc muốn mạnh hơn nhiều lắm. Phượng tộc cao nhất thần thú, Tổ Thiên Tà Phượng cùng Thái Cổ Thiên Hoàng, cũng xếp tại long tộc sau đó. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày ngưng tụ, con người bỗng nhiên co rụt lại, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Khương Ách cùng Tử Thiên Y cũng không bình tĩnh, vì bọn họ vậy mà nhìn thấy, cái kia nham tương phía trên, lại có một bóng người, đang ở cấp tốc xuyên toa, hướng về hỗn độn thần long tới gần. Người kia không phải người khác, chính là thần long tử. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc, từ khi vạn tộc đổ vực chi chiến, thần long tử thất bại thảm hại về sau. Tiêu Phàm vẫn cho là hắn chết đây, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, hắn lại còn không sợ hỗn độn thần long uy áp, không ngừng tới gần. Mấu chốt là, trước đó lúc tiến vào, căn bản không có nhìn thấy thần long tử thân ảnh a. Hắn muốn làm cái gì? Tử Thiên Y kinh ngạc nhìn xem biển dung nham. Đều không nên tới gần. Tiêu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù, cùng mặt khác hai tổ nhân đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thời khắc, lại là phát hiện, nơi đó lại có trận pháp năng lượng ba động, chính là trận pháp này, mới khiến cho nơi đây hóa thành biển dung nham. Chẳng lẽ thần long tử nhất tộc chuẩn bị bắt hỗn độn thần long? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, được chứng kiến thái cổ thiên hoàng hắn, rất rõ ràng hỗn độn thần long khủng bố, đừng nói một cái thần long tử, coi như hắn chủng tộc toàn bộ đến, cũng không khả năng bắt sống hỗn độn thần long. Thẳng đến sau một khắc, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, rốt cuộc hiểu rõ thần long tử mục đích. Chỉ thấy thần long tử dễ như trở bàn tay đi tới hỗn độn thần long trước người, tựa như đang cùng hỗn độn thần long thuật nói gì đó. Ngay sau đó, hỗn độn thần long đột nhiên vụt nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc ảnh, xông vào thần long tử mi tâm. Hắn bị đoạt xá, Khương Ách hít một hơi lạnh. Không phải là bị đoạt xá, mà là hiến tế nhục thân. Tiêu Phàm hết sức ngưng trọng. Biện pháp này, hiển nhiên là hỗn độn thần long lại hiện ra thế gian phương pháp, có thể so sánh thái cổ thiên hoàng muốn đoạt xá sống lại biện pháp lợi hại hơn không ít. Cũng không biết, hỗn độn thần long sau khi trùng sinh, có thể hay không còn có thần long tử ký ức. Nếu có, vậy hắn Tiêu Phàm có thể lại thêm một cái đại địch. Công tử, chúng ta có thể hay không xuất thủ? Ma Thái Hư dùng truyền âm ngọc phù cho hắn truyền âm, hiển nhiên. Ma Thái Hư không nghĩ trơ mắt nhìn xem thần long tử lấy được hỗn độn thần long, bọn họ thân làm long tộc, cũng đồng dạng có cơ hội. Tiêu Phàm hướng về xa xa thần long tử, trong lúc nhất thời lâm vào trần chờ. Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu, trong đầu đem hỗn độn thần long cùng thái cổ thiên hoàng so sánh thực lực một phen, cái này dù cho vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh, đó cũng không phải là bọn họ có thể chiến thắng.
nhưng là, thần long tử chính đang thôn vệ hỗn độn thần long tàn hồn, cái này lại vừa lúc cho bọn hắn cơ hội. Chí ít, thời khắc này thần long tử, là rất khó có phản kháng. Tiêu Phàm sở dĩ kiêng kỵ, cũng chỉ là kiêng kỵ thần long tử hộ đạo giả, cùng cái kia người bố trận mà thôi. Tiêu Phàm, lại không ra tay liền không có cơ hội. Tà Vũ thanh âm lần nữa truyền đến, hiển nhiên, hắn cũng không muốn thần long tử lấy được hỗn độn thần long truyền thừa. Dù sao, thái cổ 12 hung thú truyền thừa, mỗi một dạng đều cực kỳ nghịch thiên, có thể làm cho người vượt qua bản thân. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chuẩn bị xuống làm cho ứng phó thần long tử. Đối thần long tử hắn cũng không có hảo cảm gì, cho tới nay đều là địch nhân, Tiêu Phàm cũng ích kỷ, cũng muốn đưa cho chính mình người mưu phúc lợi, chiếm lấy hỗn độn thần long truyền thừa. Phốc phốc, nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm hạ lệnh, một tiếng hét giận dữ bỗng vang lên, mọi người ra đầu cảm giác bị vén lên một dạng. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy đạo tấm lụa từ cửu tiêu hạ xuống, dường như từng khỏa thiên thạch từ thiên khung rơi đập mà xuống, uy thế kinh người. Nham tương đại dương bao la trên không trận pháp màn sáng trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, cái kia tấm lụa càng là hướng về thần long tử đánh giết đi. Ngươi dám, hư không bên trong truyền đến một tiếng quát như sấm, lại là thần long tử cách đó không xa hư vô, đột nhiên toát ra một bóng người, đó là một cái đầu rồng lão giả, một cái hắc sắc long chảo liên tiếp đánh ra. Ầm ầm, hư không mấy đạo tấm lụa càng hắn long chảo đụng vào nhau, cuồng bạo khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, hỗn độn thần long tàn ảnh còn chưa bị triệt để thôn phệ, tựa như nhận lấy kinh hãi, bỗng nhiên cắt ngang. À cùng lúc đó, thần long tử một tiếng hét thảm, trên người bộc phát ra hết sức kinh khủng lực lượng, cả người tựa như muốn nổ tung một dạng. Ngay sau đó, bàng bạc hắc khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra, thần long tử càng là giống như quả cầu da xì hơi, hoàn toàn ngăn không được cỗ kia lực lượng chút xuống. Ngang một tiếng tức giận long khiếu vang vọng thương khung, hỗn độn thần long tại hư không ngưng tụ thành một đạo mấy chục dặm dài hư ảnh. Hư ảnh này nhìn như rất lớn, nhưng cùng lúc trước bên trên dài ngàn dặm so sánh, lại là lộ ra nhỏ bé hết sức, thậm chí hoàn toàn có thể không đáng kể. Hỗn độn thần long hư ảnh chung quanh, càng là có hắc khí cuồn cuộn gào thét, những hắc khí này không đặc biệt, chính là hắn thuần chính long mạch chi khí. Nhìn thấy những cái này long mạch chi khí, Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều sáng lên, thứ này, thế nhưng là so thuần túy cực phẩm long tinh còn muốn đáng ngưỡng mộ a. Cực phẩm long tinh còn muốn hấp thu luyện hóa, nhưng thứ này, thế nhưng là hoàn toàn có thể chuyển hóa thành bản nguyên chi lực. Đi, Tiêu Phàm lại cũng không bình tĩnh, ra lệnh một tiếng, dẫn đầu vào tới. Những người khác tự nhiên cũng không chút do dự, có người công kích thần long tử bọn họ, vừa vặn không cần bọn họ xuất thủ, bọn họ chỉ cần nhặt có sẵn là được rồi. Bất quá, bọn họ cũng không có xông vào chiến đoàn, mà là đều tự tìm một góc hẻo lánh, điên cuồng thôn vệ long mạch chi khí. Thật thuần túy lực lượng, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, hắn đã từng thế nhưng là hấp thu qua long mộ bên trong long mạch chi khí, nhưng là cùng cái này so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Hơn nữa, loại này long mạch chi khí, hấp thu về sau, có thể cùng bản thân khí số dung hợp thành bản thân lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm tương đối cẩn thận, hắn tiềm nhập nham tương bên trong, chia ra gần 100 cỗ linh hồn phân thân đồng thời thôn phệ. Có vô tận chi hỏa bao phủ toàn thân, điểm ấy nham tương nhiệt độ với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân thể nội hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực điên cuồng tăng trưởng. Chỉ một lát sau, liền tăng lên hơn ngàn nguyên. Sát lục bản nguyên chi lực gia tăng tốc độ quá chậm, đoán chừng là đã đạt đến hạ phẩm nguyên tôn cực hạn, bất qua kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, có lẽ có thể nhờ vào đó viên mãn, đến lúc đó tất nhiên có thể đột phá trung phẩm thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm trong lòng cuồng hỉ. Nếu như dựa vào tự mình lĩnh ngộ, đoán chừng ít nhất phải tốt thời gian mấy năm mới có thể đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh. Nhưng là bây giờ, quá trình này vô hạn rút ngắn. Không chỉ là Tiêu Phàm, Tà Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất đám người cũng là như thế, hơn nữa bọn họ cảnh giới càng yếu, đột phá tốc độ càng nhanh. Dù sao, cảnh giới càng cao, cơ sở càng mạnh, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, cần có bản nguyên chi lực cơ số cũng càng lớn.
Không bao lâu, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đám người thì đến được thượng phẩm thánh tôn cảnh tu vi, chỉ là áp chế một cách cưỡng ép lấy tu vi, không có đột phá. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không chung, mấy đạo thân ảnh không đoạn giao phong, chiến 10 điểm kịch liệt, thiên khung đều gần như muốn nổ tung. Hiển nhiên, đây là pháp tôn cảnh giao phong. Thần Long Tử chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn trong mắt bên trong trán phóng vô tận lãnh ý, sát khí nặng nề hướng về không trung, lạnh giọng nói, dám quấy rầy bản tôn đột phá, các ngươi đều đáng chết. Hắn trong mắt bên trong bắn ra ngập trời lệ khí, hoàn toàn không giống Thần Long Tử bản nhân. Hắn giờ phút này, có lẽ đã đổi một người, gọi hắn là Hỗn Độn Thần Long thích hợp hơn. Nói xong, Thần Long Tử quét xa xa Hỗn Độn Thần Long một cái, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên không trung, hóa thành một đạo thiểm điện xông tới. Ha ha, Thái Cổ Thần Giới hạ phẩm pháp tôn, chỉ có dạng này thực lực sao? Rác rưởi, không trung truyền đến một tiếng cười như điên, lại là cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử, quanh thân ma khí ngập trời, một quyền đánh bay đối diện Long tộc lão giả. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy hắn, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là Nộ Giang Ma Tôn. Nộ Giang Ma Tôn, tại hạ phẩm pháp tôn cảnh bên trong, cũng coi như là cường giả. Buồn cười tiếng vừa dứt, một tia ô quang từ phía dưới xông ra, bá đạo khí tức để Nộ Giang Ma Tôn tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Không chờ hắn kịp phản ứng, ngực của hắn đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hắc sắc chiến giáp phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn bay vụt tứ phương, trong miệng càng là máu tươi cuồng phún. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, con người rút thành một cây châm, nhìn chằm chằm phía dưới. Cùng một chỗ giết hắn, Nộ Giang Ma Tôn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác tốt mấy cường giả đồng thời lao đến, mỗi người đều là hạ phẩm pháp tôn tu vi. Chủ nhân, Long tộc lão giả nhìn thấy Thần Long Tử xuất hiện, trong mắt cuồng hỉ, nhất là cảm nhận được Thần Long Tử khí tức trên thân, nhịn không được hỏi chủ nhân thành công. Thần Long Tử không có trả lời, mà là sát khí nặng nề hướng về Nộ Giang Ma Tôn đám người, khinh thường cười một tiếng, mấy cái tiểu ma, cũng dám đoạt bản tôn đồ vật. Nộ Giang Ma Tôn mấy người trong lòng một cái lộp bộp, Thần Long Tử trên người tản mát ra loại kia bế nghễ chư thiên khí tức, để bọn hắn có chút sợ hãi. Bọn họ thế nhưng là thất tinh ma tôn a, nhưng đến trong miệng người này, vậy mà biến thành tiểu ma. Ngươi là ai? Nộ Giang Ma Tôn nhìn xuống lửa giận trong lòng, phòng bị nhìn xem Thần Long Tử. Người chết không cần thiết biết rõ bản tôn tục danh. Thần Long Tử lãnh đạm phun ra một câu, lách mình xuất hiện ở cách đó không xa một cái dị ma trước người, hai tay bắt lấy cái kia dị ma hai vai, sau đó dùng sức xé ra. Sau một khắc, tất cả dĩ ma toàn bộ đều trợn tròn mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Phốc phốc, Thần Long Tử một đôi lấp lóe lấy u quang long chảo, nắm lấy cái kia thất tinh ma tôn dùng sức kéo một cái, đường đường thất tinh ma tôn, lại bị hắn xinh xinh xé thành huyết vụ. Một màn này, dọa đến Nộ Giang Ma Tôn đám người tim mật phát lạnh. Bọn họ cảm nhận được Thần Long Tử khí tức trên thân, rõ ràng chỉ là hạ phẩm pháp tôn a. Thái Cổ Thần Giới hạ phẩm pháp tôn làm sao trở nên mạnh như vậy? Bọn họ không thể tin được tất cả những thứ này, có thể sự thật chính là như thế. Hơn nữa, Thần Long Tử căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc, sát khí ác liệt lần nữa khóa chặt một người khác. Toàn lực vây giết hắn, Nộ Giang Ma Tôn giật mình tỉnh lại, cùng mặt khác ba cái thất tinh ma tôn đồng thời xuất thủ, hư không tịch diệt, chỉ có hỗn độn khí lượn lờ. Nhưng Thần Long Tử lại là không tránh không lùi, không có chút nào thèm quan tâm bốn đại thất tinh ma tôn vây công, ánh mắt bên trong nở rộ cỗ kia hung tính, đáng sợ đến cực hạn. Hắn không nhìn bốn đại thất tinh ma tôn công kích, một cái long chảo gắt gao bấu vào tỏa đỉnh cái kia thất tinh ma tôn đỉnh đầu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái kia thất tinh ma tôn thân thể trong hư không nổ tung, đầu lâu, tứ chi tất cả đều hóa thành mưa máu. Mạnh! Không thể tưởng tượng nổi mạnh, đám người ngơ ngác sững sờ, đây thật là nhân lực có thể làm được sao? Chém giết cùng giai tu sĩ, giống như cắt cỏ đồng dạng, không phải cùng giai bên trong, dị ma thực lực hẳn là chiếm thượng phong sao? Giờ khắc này, Nộ Giang Ma Tôn đám người sợ hãi, bọn họ hiện tại chỉ còn lại ba người, ở đâu là Thần Long Tử đối thủ? Trốn, Nộ Giang Ma Tôn đã không lo được cho đồng bạn của hắn báo thù,
chỉ muốn làm sao đào tẩu, có thể từ cái này ngoan nhân trong tay sống sót. Thần Long Tử toàn thân hỗn độn long khí quay cuồng, toàn thân tinh khí bành trướng, hắn như một tôn cái thế ma tôn, huyết khí mãnh liệt, quang mang vạn trượng, giống như đại dương cuồn cuộn. Nhìn thấy Nộ Giang ma tôn muốn, trên mặt hiện lên một tia hí ngược, tựa như đang chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột. Sau một khắc, hắn động, thân thể giống như thuấn di, bỗng xuất hiện ở Nộ Giang ma tôn trước người. Nộ Giang ma tôn con người kịch liệt co vào, Thần Long Tử tốc độ, nhưng hắn có chút tuyệt vọng. Bất quá, hắn dù sao cũng là từ ma quật bên trong chém giết đi ra cường giả, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, quanh thân áo giáp phụ thể, trên người phát ra đáng sợ quang mang, một kích toàn lực đánh phía Thần Long Tử. Lúc này mới có chút ý tứ, Thần Long Tử không tránh không lùi, đồng dạng một quyền nghênh đón. Oanh, thiên khung phát ra một tiếng vang thật lớn, lăn lộn hắc sắc khí lãng bộc phát, đem hai người bao phủ, tạo thành một mảnh đại phá diệt khủng bố cảnh tượng, rung động tiếng lòng. Trong lúc hô hấp, Nộ Giang ma tôn từ người hắc sắc ma khí bên trong bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi đen ngòm, một cánh tay nổ tung, bộ dáng cực kỳ thê thảm, chật vật. Hắn vốn cho là tiến vào vạn cổ hung phần, sẽ chỉ là một mảnh ngược lại chu diệt cùng cướp đoạt. Cho tới bây giờ, Nộ Giang ma tôn mới biết rõ mình cả nghĩ quá rồi, người này, xa so với thiên hoang những cái kia thiên tài phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, dù cho hắn cách bát tinh ma tôn chỉ có cách xa một bước. Hiển nhiên, đối phương đã đầy đủ cùng bát tinh ma tôn thực lực đánh một trận. Thùng thùng, một tiếng bước chân tại hư không vang lên, hắc khí chậm rãi thu liếm, lại là một bộ hắc bào Thần Long Tử dậm chân mà ra, mỗi một bước, đều rất giống một đòn kinh lôi, oanh kích ở đám người bên tai. Hắn tóc dài vũ động, giống như một tôn cái thế ma tôn, không ai bì nổi. Quá yếu, chỉ có điểm ấy trình độ sao? Thần Long Tử nhàn nhạt bình luận một câu, nếu như chỉ có dạng này, vậy các ngươi đều chết định. Nộ Giang ma tôn chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh phát lạnh, hắn rất muốn biết rõ, cái này quái vật, rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, nhất định không có người trả lời hắn. Hắn nhìn mặt khác hai cái thất tinh ma tôn một cái, chỉ một thoáng, ba người đồng thời hướng về ba phương hướng cực tốc bỏ chạy đi. A Thần Long Tử khinh thường cười một tiếng, bóp tay đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn. Không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ hắc sắc thần long, toàn thân đen nhánh lân giáp lấp lóe lấy u quang, khiếp người hết sức. Ngang rồng gầm rung trời vỡ nát hư không, chỉ một thoáng, hắc sắc thần long đột nhiên nhanh chóng biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, thì đến được mấy chục vạn trượng, lúc này không nên lấy trượng để hình dung, mà là trong vòng để diễn tả. Mấy ngàn dặm lớn lên thần long hư ảnh, đột nhiên dò ra ba cái long chảo, hung hăng hướng về ba cái thất tinh ma tôn giận đập đi. Nộ Giang ma tôn ba người tâm đều nhảy tới cổ họng, một cỗ khí tức tử vong bao phủ trong lòng, để bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này, phía dưới biển dung nham bên trong Tiêu Phàm cũng xông ra, đại bộ phận long mạch chi khí đã bị bọn họ thôn phệ không còn. Chỉ còn lại có cái kia hỗn độn thần long hư ảnh cùng chung quanh nó long mạch chi khí vẫn tồn tại. Bất quá, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị không trung mấy ngàn trượng thần long hư ảnh hấp dẫn, hắn chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Nhất là nhìn thấy thần long hư ảnh phía dưới Thần Long Tử, hắn nội tâm có loại bất an mãnh liệt. Nuốt hỗn độn thần long lực lượng, vậy mà trở nên mạnh như vậy. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy chạy trốn Nộ Giang ma tôn. Nộ Giang ma tôn thực lực hắn là rõ ràng, đây chính là đứng đầu thất tinh ma tôn A, cùng Lý Đạo Lâm một cái cấp độ. Nhưng lúc này, Nộ Giang ma tôn thậm chí ngay cả một điểm hoàn thủ lực lượng đều không có. Cái này há chẳng phải là nói rõ, Thần Long Tử thực lực, đã có thể so với trung phẩm pháp tôn, thậm chí thượng phẩm pháp tôn. Phải biết, hắn cùng Thần Long Tử có thể là chết đối đầu, nếu như Thần Long Tử giết Nộ Giang ma tôn bọn họ. Đến lúc đó nhất định sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Tất cả mọi người, rút lui, lập tức, lập tức. Tiêu Phàm cho tất cả mọi người truyền âm nói. Hiện tại, chỉ có thừa dịp Thần Long Tử đánh giết Nộ Giang ma tôn dị ma thời khắc, bọn họ mới có cơ hội đào tẩu. Một khi bị Thần Long Tử cùng hắn thuộc hạ lấy lại tinh thần, bọn họ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nhìn phía xa hỗn độn Thần Long hư ảnh.
trong mắt dĩ nhiên không cam lòng, nhưng lại ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại không trốn, chờ chút liền không trốn thoát. Tiêu Phàm cũng không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, bất quá hắn dư quang thoáng nhìn, lại là nhìn thấy Ma Thái Hư một ngụm nuốt vào cái kia hỗn độn thần long hư ảnh, cùng tất cả long mạch chi khí. Thật can đảm, Tiêu Phàm có chút trợn mắt hốc mồm. Ma Thái Hư vậy mà làm hắn không dám làm sự tình, lá gan có thể không lớn sao? Hắn lúc này mới ý thức được, Ma Thái Hư không có quá nhiều bối cảnh, lại có thể trở thành vô thượng thiên kiêu nhân vật, tự nhiên không phải vận khí, mà là chân chính thực lực cùng dũng khí. Tiêu Phàm không có ngăn cản, hắn biết rõ, mỗi người đều có cơ duyên của mình. Nhưng cơ duyên, nó sẽ không bày ở đây đám người, mà là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Ma Thái Hư bản thân tranh thủ, đây chính là hắn cơ duyên. Về phần thần long tử quay đầu có thể hay không giết đi lên, vậy thì chờ hắn giết đi lên lại nói. Chuyến này vạn cổ hung phần một chuyến, xác thực đến đúng rồi. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn đã không lo được nộ giang ma tôn sinh tử của bọn hắn, liều mạng tới phía ngoài giới tiến lên, khi bọn hắn xuất hiện ở biển dung nham phía trên lúc, trời cao hắc sắc thần long cự trường, cũng rốt cục rơi xuống. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh bên tai không dứt, cả mảnh trời khung đều bị xé mở, hỗn độn vũ khí quay cuồng. Nộ giang ma tôn, đoán chừng trước khi chết, hối hận đi tới thái cổ thần giới A. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, uy phong bát diện nộ giang ma tôn, sẽ chôn vùi ở thần long tử trong tay. Mọi người, chúng ta tách ra trốn, lần này, Ma Thái Hư cùng ta cùng một chỗ, Trúc Hồng Tuyết, người mang theo Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Thương Lưu, gặp lại sau. Tiêu Phàm lấy ra mấy chục khối truyền tống ngọc bàn, phân biệt ném cho Trúc Hồng Tuyết đám người. Hắn nhìn thấy Ma Thái Hư thôn phệ hỗn độn thần long hư ảnh một màn. Tự nhiên không dám nhường Ma Thái Hư cùng Trúc Hồng Tuyết bọn họ cùng một chỗ. Vạn nhất thần long tử có thể cảm ứng được hỗn độn thần long hư ảnh tồn tại, đuổi kịp Ma Thái Hư, cái kia Trúc Hồng Tuyết bọn họ nhất định phải chết. Hơn nữa, hắn lại không thể buông tha Ma Thái Hư, tự nhiên đành phải đem hắn mang theo bên người. Công tử, không cần phải để ý đến ta đi một mình, quay đầu cùng các ngươi tập hợp, thần long tử tìm không thấy ta. Ma Thái Hư hít sâu một cái nói. Ngươi xác định, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn thấy Ma Thái Hư do dự, quyết định thật nhanh nói, không cần nhiều lời, ngươi theo ta cùng một chỗ. Đúng, Ma Thái Hư cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Nói thật, hắn thật vẫn không đem ta vứt bỏ thần long tử, nhưng hắn lại không nỡ hỗn độn thần long. Đi, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao lấy ra truyền tống ngọc bàn, mở ra truyền tống môn. Trước đó bọn họ trên đường đi bố trí không ít truyền tống ngọc bàn, hiện tại rốt cục đưa đến tác dụng, chí ít, trong thời gian ngắn không cần lo lắng thần long tử sẽ đuổi theo. Không chung, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, thần long tử hướng về nộ giang ma tôn chạy trốn phương hướng, có chút khó chịu nói, lại có thể nắm vững dị ma đào mệnh bí pháp, xem ra địa vị còn không thấp a. Nói xong, thần long tử ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng biển dung nham, sau một khắc. Hắn mặt biến sắc phải vô cùng trắng bệch, chung quanh trong nháy mắt sương lạnh phiêu tán. Là ai? Thần long tử sát khí nặng nề gầm thét lên. Hắn lúc đầu chuẩn bị giết chết nộ giang ma tôn đám người, lại đến hảo hảo thôn phệ long mạch chi khí, cùng hỗn độn thần long hư ảnh. Thật không nghĩ đến, hỗn độn thần long hư ảnh cùng long mạch chi khí, vậy mà toàn bộ đều không thấy. Thần long tử ánh mắt đảo qua hắn một đám cấp dưới. Tất cả mọi người phù phù một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, khí tức tử vong bao phủ đám người. Khẽ cắn môi, thần long tử vẫn là không có xuất thủ, hắn nhắm hai mắt cảm ứng một lần, lạnh giọng nói, trộm ta hỗn độn thần long chi linh, bất luận ngươi là ai, Chu cửu tộc. Không thể không nói, thần long tử rất bá đạo, dù sao, hắn hiện tại, đã không phải chân chính thần long tử, mà là hỗn độn thần long. Mà lúc này, một chỗ sơn cốc, Tiêu Phàm, Khương Ách, Tử Thiên Y cùng Ma Thái Hư người chết nhanh chóng chạy trốn, bất chi bất giác, đã tới phía trước táng hổ nhai. Công tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta ma thế thiên luân cũng không hoàn chỉnh, áp chế không nổi hỗn độn thần long chi linh khí tức, hỗn độn thần long sớm muộn sẽ tìm được. Ma Thái Hư cũng càng ngày càng nóng nảy. Thở sâu, hắn lại nói các ngươi đi trước,
thuộc hạ nếu là có thể triệt để luyện hóa hỗn độn thần long chi linh, lại vì công tử hiệu lực. Ngươi không nỡ hỗn độn thần long chi linh? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Ma Thái Hư xoắn suýt một lần, cuối cùng khẽ cắn môi, ba đại tổ long linh, sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, thuộc hạ bây giờ có thể thấy được một trong số đó, không cam lòng từ bỏ. Tiêu Phàm nhất thời trầm mặc, trong đầu lại là nhanh chóng suy nghĩ lấy. Nếu như đổi lại là hắn, phải chăng lại nguyện ý từ bỏ hỗn độn thần long chi linh đây? Câu trả lời là không. Bậc này nghịch thiên cơ duyên, bình sinh cũng khó cầu một lần, lại làm sao có thể buông tha chứ? Thần long tử mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đến không thể địch nổi cấp độ, chí ít, bọn họ bây giờ là an toàn. Đáng tiếc, nơi này lại không thể mở ra hoàn toàn phong bế thức không gian, bằng không mà nói, có thể đem ngươi ném vào thể nội thế giới. Khương Ách thở dài. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, người khác không thể mở ra thể nội thế giới, nhưng là hắn có thể a. Chỉ là tiếp xuống Ma Thái Hư mà nói, lại cho hắn tưới một chậu nước lạnh. Vô dụng, dù cho tiến vào thể nội thế giới, hỗn độn thần long cũng có thể cảm nhận được mình linh. Ma Thái Hư khẽ cắn môi. Hắn hiển nhiên cũng đánh giá cao thực lực của mình, nguyên bản hắn cho là mình có thể mượn ma thế thiên luân lực lượng ngăn chặn hỗn độn thần long chi linh. Bây giờ mới biết, bản thân suy nghĩ nhiều quá. Để vào pháp bảo bên trong đây, Tiêu Phàm lại nói. Không được, các ngươi trên người cũng sẽ tiêm nhiễm hỗn độn chi linh khí tức. Ma Thái Hư vẫn như cũ lắc đầu, hiện tại, biện pháp duy nhất, chính là ta mau chóng luyện hóa hỗn độn thần long chi linh, ở hỗn độn thần long tìm đến trước đó. Ngươi cần bao lâu? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Đại khái 3 tháng, Ma Thái Hư thô sơ giản lược đánh giá một chút. Tiêu Phàm có chút im lặng, 3 tháng, đoán chừng đã đủ để cho hỗn độn thần long diệt ngươi vô số lần. Thế nhưng là, chẳng lẽ cứ như vậy bức Ma Thái Hư từ bỏ? Tiêu Phàm, đột nhiên, Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong truyền đến Tả Vũ thanh âm, các ngươi nếu như không cách nào đào thoát hỗn độn thần long truy sát, có thể thử xâm nhập hung thú khác nơi chôn cất. Hung thú khác nơi chôn cất, cái này được không, thái cổ 12 đại hung thú. Không phải là yêu chủ cấp dưới sao, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ tàn sát lẫn nhau? Ta nghe sư tôn nói qua, 12 đại hung thú đều chỉ phục tùng yêu chủ chi lệnh, giữa bọn hắn lại là lẫn nhau thấy ngứa mắt, chí ít không có chúng ta tưởng tượng hòa thuận. Tà Vũ lại nói một câu. Dạng này sao, Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên. Hy vọng có thể đến giúp các ngươi, cũng hy vọng các ngươi còn kịp tìm tới hung thú khác nơi chôn cất. Tà Vũ 10 điểm khẩn thiết nói. Ta đã tìm được, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa treo đầy quan tài táng hổ nhai, đi theo ta. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền cực tốc hướng về táng hổ nhai tới gần, rất nhanh tìm được lúc trước hắn tiến vào trong thạch thất thông đạo vị trí. Chỉ là, thông đạo bây giờ lại không cách nào mở ra, kể từ đó, bọn họ cũng liền không cách nào tiến vào thạch thất. Mặc dù nơi này cũng là thuộc về táng hổ nhai, có thể chung quy là bên ngoài. Tiêu Phàm luôn cảm thấy không đáng tin cậy, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào bên trong mới được. Công tử, tại sao ta cảm giác toàn thân xù lông đây? Ma Thái Hư thở sâu, phòng bị nhìn xem tứ phương nói. Hắn cả người nổi da gà tất cả đều xông ra, như có cặp mắt đang ngó chừng hắn, nhưng hắn toàn thân phát lạnh. Ta cũng có loại này cảm giác, Khương Ách sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là không có nói cho bọn hắn. Nơi này hổ yêu từ lâu thức tỉnh, cỗ kia cảm giác nguy hiểm liền là tới từ nó. Nếu như Khương Ách mấy người biết rõ, đoán chừng cũng lại cũng không có bất luận cái gì dũng khí đợi ở chỗ này. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Tử Thiên Y cũng thở sâu, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn táng hổ nhai một cái, hắn cũng biết, bản thân không có thời gian tiếp tục trì hoãn nữa, thần long tử tùy thời đều có thể đuổi theo. Tất nhiên vào không được, vậy liền tới một hung ác a. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vừa dứt lời phía dưới, Tiêu Phàm bỗng lấy ra tu la kiếm, dưới chân một điểm, thân thể nhảy lên thật cao, bay thẳng táng hổ nhai đỉnh cao. Ngay sau đó, trong tay hắn tu la kiếm bỗng biến thành số dài trăm trượng, tản ra cực kỳ lăng lệ mà khí tức lãnh liệt. Thôn vệ 2 loại nghịch thiên thần kim. Cùng đủ loại cường đại vật liệu mảnh vụn tu la kiếm, đã đạt đến pháp bảo đỉnh phong,
thế gian đoán chừng đã không có quá nhiều đồ vật là nó chém không đứt. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Khương Ách ẩn ẩn đoán được Tiêu Phàm cử động, nhưng là bị Tiêu Phàm ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn. Mở, Tiêu Phàm không có trả lời, mà là một tiếng quát mắng, mấy trăm trượng tu la kiếm bỗng chán phóng hơn 10 dặm lợi mang, từ táng hổ nhai đỉnh cao hung hăng một kiếm phách chạm mà xuống. Táng hổ nhai dường như trong nháy mắt thức tỉnh lực lượng nào đó, muốn ngăn cản Tiêu Phàm một kiếm này, phía trên quan tài càng là run rẩy dữ dội lên. Có máu me đầm đìa quan tài nắp quan tài sốc lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ giữa bên cạnh truyền ra, cũng tản ra một cỗ lực lượng ngăn cản lấy Tiêu Phàm bổ ra táng hổ nhai. Nhanh, đem những cái kia quan tài toàn bộ sốc hết lên. Tiêu Phàm thét mắng một tiếng. Hắn trong lòng cũng là kinh ngạc hết sức, táng hổ nhai phía dưới hổ yêu còn không có thoát khốn đây, nó vậy mà liền có thể thôi động lực lượng cường đại như vậy. Phải biết, lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay, thế nhưng là hạ phẩm pháp tôn cường giả cũng có thể chạm a. Nhưng là, hắn hiện tại toàn lực một kiếm vậy mà chạm không ra một tòa vách núi, có thể nghĩ cái kia hổ yêu khủng bố. Khương Ách mấy người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cũng sẽ không làm nhìn xem, nhao nhao động thủ công kích những cái kia quan tài. Quả nhiên, theo mấy cỗ quan tài bị đánh nát, ngăn cản Tiêu Phàm cỗ kia lực lượng cũng nhỏ đi rất nhiều, tu la kiếm lại trầm xuống một thước. Còn kém một chút xíu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, linh hồn chi lực tùy thời chú ý đến tứ phương. Tiểu bối, đoạt ta đồ vật, bản tổ chưa từng cùng ngươi so đo, ngươi thật sự cho rằng bản tổ không dám giết ngươi. Đột nhiên, một đạo hùng hậu nhưng lại hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, trong giọng nói đều là sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục nổi lên vẻ tươi cười, nói tiền bối, vãn bối có nhiều mạo phạm. Bất quá lần này đến đây, là muốn mượn một góc nhỏ tu luyện một đoạn thời gian. Tu luyện cũng không cần hủy đi bản tổ mộ địa a. Thanh âm kia có chút khó chịu. Tiêu Phàm ngây ngốc cười một tiếng, vội vàng cho Khương Ách bọn họ truyền âm, mấy người ngừng thân hình, quả nhiên, cỗ kia cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt tan thành mây khói. Vãn bối không phải gặp nơi này nguyên khí nồng đậm, muốn ở chỗ này tu luyện một phen nha, lại nghĩ đến tiến vào thạch thất thông đạo. Có thể sẽ quấy rầy tiền bối, cho nên dứt khoát mở ra một chỗ tiểu động phủ. Tiêu Phàm giải thích nói, đánh chết hắn cũng không thừa nhận mình là muốn bổ ra táng hổ nhai. Trong bóng tối người kia 10 điểm im lặng, người nha, động tác này còn không phải muốn bổ ra táng hổ nhai. Nhưng Tiêu Phàm nói như vậy, hắn lại có thể nói cái gì đây? Bất quá lại nói trở về, Tiêu Phàm làm như thế. Xác thực chỉ muốn nhân cơ hội chứng thực một chút táng hổ nhai bên trong tồn tại là có hay không còn sống, cùng thực lực làm sao. Nếu như hắn chết rồi, hoặc là thực lực không đủ mạnh, cái kia coi như bọn họ tiến vào nơi này, hỗn độn thần long khẳng định cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại, đến lúc đó sẽ bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, một nguyên nhân khác, chính là Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được, hổ yêu hẳn là không thể rời đi đối phó bọn hắn. Nhưng hắn không dám xác định, cho nên cũng thuận tiện chứng thực một phen. Ngươi nếu muốn tu luyện, ở vách núi phía dưới tu luyện liền có thể. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm đem táng hổ nhai bổ ra. Hiện tại, hắn còn không tới xuất quan thời điểm, nếu như táng hổ nhai có tổn thất gì, với hắn mà nói tuyệt đối là tai nạn tính. Vậy liền đa tạ tiền bối, vãn bối chỉ mở ra một chỗ tiểu động phủ. Tiêu Phàm gật đầu cười. Bản tổ cho ngươi mở tích, thanh âm kia trong giọng nói mang theo một chút tức giận, lão tử nói muốn ngươi tại vách núi bên bờ tu luyện, ngươi không nghe thấy sao? Bất quá, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm bất chấp hậu quả, vạn nhất hư hại táng hổ nhai. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tự động cho Tiêu Phàm mở ra một chỗ động phủ, tổn thất như vậy nhỏ nhất. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Không cần hắn tự mình động thủ, đó là không thể tốt hơn nữa. Hừ, đối phương lạnh rên một tiếng, không muốn cùng Tiêu Phàm nói nhảm. Sau một khắc, táng hổ nhai một trận rung động, trên vách đá lập tức xuất hiện một cái thông đạo, một cái cửa đá chậm rãi mở ra. Các ngươi có thể tiến vào. Trong bóng tối người kia lạnh lùng để lại một câu nói, liền triệt để không một tiếng động. Ma Thái Hư, ngươi đi vào. Tiêu Phàm chỉ lối đi kia cửa vào nói. Sau đó ném cho Ma Thái Hư cực nhanh truyền tống ngọc bàn, vạn nhất không kiên trì nổi, tùy thời rời đi.
Đúng, Ma Thái Hư thở sâu tiếp nhận truyền tống ngọc bàn, trực tiếp hướng về thông đạo bên trong đi đến. Ngay sau đó cửa đá đóng lại, Tiêu Phàm lại tại cửa đá ngồi ở bố trí mấy cái trận pháp, ít nhất có thể đủ ngăn cản pháp tôn cường giả trở xuống công kích. Chúng ta đi, làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền tống ngọc bàn thôi động, mang theo Khương Ách cùng Tử Thiên Y rời đi. Âm thầm hồ tộc đại yêu lâm vào mộng bức bên trong, người nhà không phải muốn mượn ta địa phương tu luyện sao, làm sao lúc này đi. Sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trên trời giáng xuống, ép tới cả tòa táng hổ nhai đều run rẩy kịch liệt lên. Ở táng hổ nhai bên ngoài không trung, trống rỗng xuất hiện một bóng người, trừ bỏ thần long tử còn có thể là ai đây? Hỗn Nguyên, hổ tộc đại yêu cảm nhận được thần long tử tồn tại, giọng nói vô cùng ngưng trọng, người tới địa bàn của ta làm cái gì? Hỗn Nguyên, chính là hỗn độn thần long danh tự. Thần long tử, không, chuẩn xác mà nói là Hỗn Nguyên, ánh mắt lạnh như băng quét mắt tứ phương, trầm giọng nói, hổ tổ, người tốt nhất đem người giao ra. Người uy hiếp ta, hổ tộc đại yêu hổ tổ ngữ khí lạnh lẽo, người tính là thứ gì, cũng xứng ở bản tổ trước mặt khoa tay múa chân. Xác thực như Tà Vũ nói tới, cái này qua cổ thập hai đại hung thú tầm đó cũng không phải là cỡ nào hòa thuận, ngược lại cùng cừu nhân gặp mặt đồng dạng, hết sức đỏ mắt. Bất quá, hổ tổ cũng rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Phàm mục đích, Hỗn Nguyên rõ ràng là đuổi giết bọn hắn mà đến. Nghĩ đến bản thân lại bị một tên tiểu bối tính toán, hắn nội tâm vô cùng khó chịu. Mặc dù Tiêu Phàm bọn họ trốn được, nhưng còn có một người lưu tại hắn mở ra động phủ tu luyện. Nếu như người bình thường, nếu là hắn tâm tình tốt, có lẽ cũng liền giao ra. Nhưng hắn không phải thụ uy hiếp chủ, thái cổ thời kỳ, Hỗn Nguyên cũng chỉ bất quá cùng hắn quyền thế ngang nhau mà thôi, lại làm sao có thể thụ Hỗn Nguyên uy hiếp đây? Nếu để cho mặt khác đại yêu biết rõ, bản thân chẳng phải là thật mất mặt. Không giao đúng không, vậy ta liền hủy đi ngươi mộ. Hỗn Nguyên phẫn nộ quát, trên người tản ra cường đại khí tức, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Ngươi dám, hổ tổ sắc mặt biến hóa, hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái hư nhược, Hỗn Nguyên mặc dù không còn đỉnh phong, nhưng thực lực rõ ràng so với hắn hiếu thắng. Đối phương nếu như nghĩ hủy đi hắn địa phương, hắn thật vẫn không ngăn cản được. Ngươi xem ta có dám hay không? Hỗn Nguyên lấy tay vung lên, một trường hướng về táng hổ nhai đánh tới. Ngươi là quên yêu tổ mà nói sao? Nhìn thấy Hỗn Nguyên động thủ, hổ tổ ngữ khí rét lạnh tới cực điểm. Nghe được yêu tổ hai chữ, Hỗn Nguyên thân hình dừng lại, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tràn ngập không cam lòng. Hổ tổ cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật vẫn lo lắng Hỗn Nguyên một bàn tay đem táng hổ nhai cho chém rơi. Đem người giao ra, Hỗn Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ đi, hổ tổ thanh âm nhàn nhạt tại hư không quanh quẩn. À, Hỗn Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi bản tổ là kẻ ngu. Liền hỗn độn thần long chi linh đều không cảm ứng được sao? Cái gì? Hổ tổ trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn giờ mới hiểu được Hỗn Nguyên vì sao tức giận như thế, nguyên lai hắn hỗn độn thần long chi linh bị mấy nhân tộc kia tiểu tử cướp đi. Thật đúng là thật to gan, chẳng biết tại sao, hổ tổ kinh ngạc sau, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, không thấy hỗn độn thần long chi linh Hỗn Nguyên, muốn khôi phục đỉnh phong tu vi, căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Lại càng không cần phải nói vượt qua đỉnh phong, bọn họ ngủ say nhiều năm như vậy, không chỉ có riêng chỉ là thỏa mãn với khôi phục đỉnh phong, còn nghĩ vượt qua đỉnh phong. Khó trách tiểu tử kia muốn bổ ra bản thân cái này táng hổ nhai, nguyên lai là nghĩ họa thủy đông dẫn, để cho mình cho bọn hắn ngăn lại Hỗn Nguyên, thật đúng là tính toán khá lắm. Mấy tức về sau, hổ tổ liền khôi phục bình tĩnh, nói ta không có lừa ngươi, những người kia vừa rồi thông qua truyền tống trận rời đi. Ngươi muốn đuổi kịp đi, có lẽ còn có thể theo kịp. Ngươi xác định, Hỗn Nguyên lông mày vặn thành chữ xuyên. Mọi người mặc dù đều khó chịu đối phương, nhưng ta không cần thiết lừa ngươi. Hổ tổ nói dối cũng không đánh bản nháp, đồng thời hắn cũng tự tin, cái kia lấy được hỗn độn thần long chi linh tiểu tử trốn ở chỗ này, Hỗn Nguyên khẳng định không cảm ứng được. Dù sao, hắn đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là cùng Hỗn Nguyên cùng cấp độ tồn tại. Hy vọng ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Hỗn Nguyên lạnh lùng để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Hắn cũng không dám trễ nãi quá nhiều thời gian, bởi vì hiện tại, hắn xác thực không cảm ứng được hỗn độn thần long chi linh khí tức,
khí tức kia đến nơi đây liền chấm dứt. Chỉ là hắn nghĩ không hiểu, mấy cái nhân tộc tiểu tử, bằng thủ đoạn gì có thể ẩn tàng hỗn độn thần long khí tức. Thật là sống nên, hổ tổ trong lòng sảng khoái vô cùng, trơ mắt nhìn thấy hỗn nguyên rời đi. Bất quá mấy tức về sau, hỗn nguyên lần nữa xuất hiện, lạnh lùng hướng về táng hổ nhai nói, người gặp qua những người kia, bọn họ bộ dạng dài ngắn thế nào? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Hổ tổ cười lạnh một tiếng, hắn rất khó chịu hỗn nguyên cường thế. Ngươi cho rằng sớm đi ra thì ngon sao? Chờ lão tử đi ra, khôi phục đỉnh phong, có là ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói hay không, hỗn nguyên lạnh lùng nâng tay phải lên, chuẩn bị công kích lần nữa táng hổ nhai. Lần này, hắn là thật không đếm xỉa đến, nếu như hổ tổ không đem mấy người kia bộ dáng nói cho hắn, dù cho yêu tổ hung danh cũng không tiện dùng. Đến, ta sợ ngươi còn không được sao? Hổ tổ nhận túng. Sau một khắc, hư không lập tức xuất hiện bốn bóng người, chính là Tiêu Phàm, Khương Ách, Tử Thiên Y cùng Ma Thái Hư bộ dáng. Tiêu Phàm, hỗn nguyên con người băng lãnh, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Phàm thân phận, người đáng chết. Nói xong, hỗn nguyên lấy tay vung lên, Tiêu Phàm hư ảnh lập tức tan thành mây khói, hắn thân hình cũng tại chỗ biến mất. Hổ tổ cũng là vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ tới hỗn nguyên vậy mà nhận biết Tiêu Phàm, bất quá. Hắn có thể không thèm để ý Tiêu Phàm sống chết, một cái dám người tính toán mình, chết cũng đã chết. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo Khương Ách cùng Tử Thiên Y sớm đã xuất hiện ở vạn cổ hung phần chỗ sâu, bọn họ tự nhiên là không biết hổ tổ bán đứng bọn họ. Bất quá, vì an toàn lý do, Tiêu Phàm ba người cũng cải biến bộ dáng, thậm chí ngay cả khí tức trên thân cũng hoàn toàn thu liễm. Cho dù đứng ở hỗn nguyên trước mặt, hỗn nguyên cũng chưa chắc có thể nhận ra bọn họ. Tiêu Phàm, chúng ta dạng này thật sự có thể trốn qua hỗn độn thần long truy sát. Khương Ách vẫn như cũ có chút bận tâm, hỗn nguyên lúc ấy bùng nổ thực lực, nhưng là bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Đừng nói bọn họ chỉ là hạ phẩm nguyên tôn một lần tu vi, chính là hạ phẩm pháp tôn, cũng chưa hẳn là đối thủ a. Không có gặp hỗn nguyên nhất kích liền giết rơi mấy cái thất tinh ma tôn sao, liền cường hãn nộ giang ma tôn cũng không có thể trốn qua một kiếp. Trốn không thoát được rơi ta không biết, nhưng là vạn cổ hung phần lớn như vậy, hắn muốn tìm đến chúng ta đoán chừng cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm con ngươi sâu thẳm. Gặp được hỗn nguyên thực lực, hắn nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân thực lực vẫn là quá yếu. Đây vẫn chỉ là thái cổ 12 hung một trong mà thôi, nếu như những người khác tất cả đều thức tỉnh, đến lúc đó tái nhập thái cổ thần giới, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ chính là một trận tai nạn. Tiêu Phàm không thể không lo lắng, chỉ ít, hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Phải nghĩ biện pháp đem Trương Văn Cẩn bọn họ tìm đến mới được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn, mới có thể chống đỡ được hỗn độn thần long a. Đương nhiên, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, hơn nữa, muốn đem Trương Văn Cẩn bọn họ tìm khả năng tới tính cũng quá nhỏ. Dù sao, hiện tại tinh lộ phong bế, hắn đã không có biện pháp trở lại thiên hoang. Hô, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, không trung đột nhiên hiện lên một bóng người, một đầu chồng vào phía trước cổ lâm, đại địa mãnh liệt run một cái. Thứ gì, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Tựa như là, dị ma, Khương Ách trợn to hai mắt hướng về nơi xa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hơn nữa còn người bị thương nặng. Ngươi xác định, Tiêu Phàm hồ nghi. Xác định, ngực của hắn bị xỏ xuyên, toàn thân là máu đen. Khương Ách chắc chắn gật đầu. Đi, Tiêu Phàm nghe vậy, quyết định thật nhanh, cực tốc hướng về thân ảnh rơi đập phương hướng kích xạ đi. Tiến vào vạn cổ hung phần dị ma, mạnh nhất cũng chính là thất tinh ma tôn mà thôi, tương đương với thái cổ thần giới hạ phẩm pháp tôn tu vi. Bình thường hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm đã miễn cưỡng có lực đánh một trận. Mà bị thương hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Hiện tại còn không dễ dàng đụng tới một cái bị thương dị ma, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua đây. Giờ phút này, núi rừng bên trong, một bóng người lung la lung lay đứng dậy, toàn thân nhuộm đầy máu đen, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đáng chết, thái cổ thần giới làm sao sẽ có người cường đại như vậy. Dị ma giận mắng một tiếng, thanh âm rất nhỏ, có thể nghĩ hắn thân thể suy yếu tới cực điểm. Hắn từ ma trong túi lấy ra một chút thiên tài địa bảo,
hướng trong miệng lấp đầy. Không được, ta phải mau chóng khôi phục thương thế, đem tình báo này báo cáo đi lên. Dĩ Ma thở sâu, khoanh chân ngồi ở tại chỗ chuẩn bị chữa thương. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như bọn hắn người đại lượng tiến vào thái cổ thần giới, gặp gỡ bậc này cường giả, sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó tất nhiên là tử thương thảm trọng. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dĩ Ma trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, nhanh chóng hướng một bên tránh đi, nhưng vẫn như cũ chậm một nhịp, đầu vai bị một kiếm xuyên thủng, máu me tung tóe. Ngay sau đó, trong rừng đi tới một bóng người, chính vẻ mặt cười híp mắt nhìn xem hắn. Là ngươi, Nộ Giang Ma Tôn nhìn chăm chú đối diện Tiêu Phàm, sát tâm nổi lên. Nộ Giang Ma Tôn, người ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng. Không sai, bị thương Dĩ Ma không phải người khác, chính là Nộ Giang Ma Tôn. Đối mặt Nộ Giang Ma Tôn, Tiêu Phàm lại khôi phục diện mục thật sự, tự nhiên cũng bị đối phương liếc mắt nhận ra được. Tiêu Phàm đã không chỉ một hai lần giao thủ với hắn, cũng coi là người quen cũ. Lần thứ nhất ở huyết hồn kiếp hải đụng tới hắn, Tiêu Phàm có thể kém chút chết ở trong tay của hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn nhớ rõ, Nộ Giang Ma Tôn thế nhưng là Vân Tôn thuộc hạ. Nếu như Nộ Giang Ma Tôn là trạng thái đỉnh phong, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn nhượng bộ lui binh, dù sao, Nộ Giang Ma Tôn tại đồng bậc bên trong, cũng coi là cường giả. Nhưng là bây giờ, Nộ Giang Ma Tôn bản thân bị trọng thương, 10 điểm thảm trọng, đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể phát huy thượng phẩm nguyên tôn thực lực, Tiêu Phàm tự nhiên là không sợ hãi. Huống hồ, cửu nhân này Tiêu Phàm đã sớm nghĩ xử lý xong, chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Hắn lại là không nghĩ tới, cơ lại nhanh như vậy liền đến. Đúng vậy a, oan gia ngõ hẹp, Nộ Giang Ma Tôn nhe răng cười một tiếng, ta nếu dẫn theo ngươi đầu lâu đi nguyên thế gia vọng tộc, nghĩ đến có thể thu hoạch không nhỏ ban thưởng. Nguyên thế gia vọng tộc, mấy chữ này Tiêu Phàm nghe nói qua, đó là nguyên cổ thánh tử sau lưng thế gia vọng tộc, ở Thái Nhất Thánh giới cũng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Vậy phải xem ngươi có hay không số mệnh đó. Tiêu Phàm xách ngược lấy Tu La kiếm, từng bước một hướng về Nộ Giang Ma Tôn đi đến. Mặc dù Nộ Giang Ma Tôn thụ thương, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ khinh thường, nếu như đối phương liều mạng, hắn khả năng lật thuyền trong mương. Vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ cổ lâm truyền đến, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên bao phủ Nộ Giang Ma Tôn. Qua Nộ Giang Ma Tôn trong miệng phun ra mấy cửa huyết, ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra ngoài, tinh hai mắt đỏ căm tức nhìn Tiêu Phàm, hèn hạ. Tiêu Phàm cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, Khương Ách vậy mà lại đánh lén Nộ Giang Ma Tôn. Nghe được câu kia vẽ một vòng vòng nguyền rủa ngươi thời điểm, hắn kém chút không bật cười. Khương Ách ra hỏa này, công kích thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng là câu nói này hoàn toàn để người nhìn không được cười. Kiếm thể, Tiêu Phàm nắm lấy cơ hội, cũng không lại do dự, một đạo kiếm mang bắn ra, hư không đều bị cắt thành hai nửa, kiếm khí càng là trực tiếp xuyên qua Nộ Giang Ma Tôn đầu, đem hắn thân thể một phân thành hai. Nộ Giang Ma Tôn liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra, liền bỏ mình đạo tiêu. Đường đường thất tinh Ma Tôn, cứ thế mà chết đi. Vừa mới chạy đến Tử Thiên Y trợn mắt hốc mồm nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn nguyên bản đã làm xong liều mạng chuẩn bị, ai biết Tiêu Phàm cùng Khương Ách phối hợp phía dưới, một kiếm đem Nộ Giang Ma Tôn cho miểu sát. Quá chịu không được chơi, Tiêu Phàm bĩu môi. Hắn một kiếm này đều không xuất toàn lực đây, liền đem Nộ Giang Ma Tôn giết chết. Nếu như Nộ Giang Ma Tôn còn sống, nghe được Tiêu Phàm câu nói này, đoán chừng còn phải phun máu ba lần. Đáng tiếc, nếu như người khác giết chết hắn, có lẽ còn sống khả năng, nhưng là Tiêu Phàm xuất thủ, ai cũng không khả năng cứu sống. Tiêu Phàm đi đến Nộ Giang Ma Tôn bên cạnh thi thể, gỡ xuống bên hông hắn ma túi, cùng mệnh ma thạch, trong thời gian nháy mắt, một đoàn vô tận chi hỏa đem thi thể của hắn thiêu đến không còn một mảnh. Đường đường thất tinh Ma Tôn, chết uất ức thì cũng thôi đi, còn cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm quét ma trong túi một cái. Thần sắc sáng lên, không hổ là một đời ma quật chi chủ, thứ này vẫn là rất phong phú. Ngay sau đó Tiêu Phàm lấy ra một chút tài nguyên, chuẩn bị phân cho Khương Ách cùng Tử Thiên Y, lại bị hai người cự tuyệt. Tiêu Phàm cũng không để ý,
quan hệ giữa bọn họ cũng không kém những vật này. Khương Ách, đột nhiên, Tiêu Phàm chính trọng chuyện lạ nhìn xem Khương Ách, làm hại Khương Ách còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn tuyên bố cái đại sự gì, ai ngờ Tiêu Phàm nghiêm túc nói, người công kích khẩu hiệu, có thể hay không sửa một cái. Ách, Khương Ách vẻ mặt im lặng. Người nói, nếu là vạn nhất chúng ta phối hợp thời điểm, nghe được câu này nhìn không được cười lên. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Khương Ách, Tử Thiên Y kém chút liền nhìn không được cười lên, bất quá vẫn là đem tiếng cười cho nén trở về. Khương Ách thể chất quá kinh khủng, mình nếu là chế giễu hắn, không tránh khỏi phải xui xẻo, cũng chỉ có Tiêu Phàm có thể chịu được. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm lại biến thành khác một khuôn mặt, nói trở lại, thái cổ 12 hung, chúng ta bây giờ gặp qua tam hung, còn có 9 hung mộ địa, hẳn là còn có thể kiếm lời một đợt. Tử Thiên Y cùng Khương Ách hai người khóe miệng giật một cái gì gọi là kiếm lời một đợt. Đây chính là thái cổ 12 hung A, cái nào là ăn chay. Trước đó gặp gỡ thái cổ thiên hoàng, không phải là kém chút lật thuyền trong mương, mặt khác hung yêu mộ huyệt, tốt nhất vẫn là rời xa một điểm tốt. Tiêu Phàm, liền khi Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời khắc, hắn đột nhiên lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, bên trong truyền đến Tả Vũ thanh âm, không xong. Cái gì sự tình, Tiêu Phàm sầm mặt lại, Tả Vũ khó được vội vàng như vậy, chẳng lẽ lại có cái gì xảy ra chuyện lớn? Hay là nói, hỗn độn thần long tìm tới bọn họ? Thái cổ 12 hung lại có 6 hung xuất thế, hơn nữa toàn bộ lấy bất đồng thủ đoạn trùng sinh, ta nghe người nói, cuối cùng tam hung cũng sắp thức tỉnh. Tả Vũ thanh âm có chút gấp thiết. Người nghe ai nói, Tiêu Phàm nhíu mày. Thái cổ 12 hung, nói như vậy, vẫn như cũ có 9 hung tướng muốn xuất đến, cái kia hổ đầu đại yêu không biết có tính hay không thức tỉnh một trong số đó. Nếu như bọn họ tất cả đều giáng lâm thái cổ thần giới, cái kia chắc chắn là thái cổ thần giới tai nạn. Thật nhiều người đều đang đàm luận cái này, khắp nơi đều truyền ầm lên. Tả Vũ hiển nhiên cũng không biết chuyện thật giả, nhưng việc này hơn phân nửa là thật. Hơn nữa, rất nhiều người chính chạy tới vạn cổ hung phần chỗ sâu nhất, muốn mở ra yêu chủ mộ huyệt, cái gì? Nghe được tin tức này, Tiêu Phàm thật giật mình kêu lên. Yêu chủ mộ huyệt, thái cổ 12 hung đều đã khủng bố như thế. Có thể áp đảo bọn họ yêu chủ lại đạt đến cảnh giới gì? Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ biết là, nếu như yêu chủ tái nhập thế gian, đối với thái cổ thần giới mà nói, tuyệt đối không chỉ có chỉ là tai nạn. Hơn nữa, thái cổ 12 hung đều có tái nhập thế gian thủ đoạn, Tiêu Phàm có thể không tin, đường đường yêu chủ sẽ thật đã chết rồi. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm ngửi được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có lẽ... thái cổ thần giới thật muốn không bình tĩnh. Hiện tại chúng ta cũng đang chạy tới yêu chủ mộ huyệt, Tổ Sơn. Tả Vũ hô hấp đều trở nên dồn dập lên, gia hỏa này vẫn là như vậy không sợ trời không sợ đất, không chỉ chúng ta, những cái kia thức tỉnh thái cổ hung yêu, cũng đang tiến về Tổ Sơn. Thức tỉnh nhiều như vậy hung yêu, chúng ta tiến về, chẳng phải là đưa đồ ăn. Tiêu Phàm trực tiếp hủy bỏ tiến về Tổ Sơn ý nghĩ. Nói đùa cái gì? Hỗn độn thần long đều khủng bố như thế, mặt khác hung yêu lại làm sao có thể kém đến đi đâu. Hơn nữa duy nhất một lần còn có 9 đầu, bản thân những người này đi vào, căn bản chính là chịu chết a. Xác thực rất nguy hiểm, nhưng là, cũng là cơ duyên. Tả Vũ nuốt nước miếng một cái nói, tựa như nhìn thấy cái gì mỹ vị đồ ăn một dạng. Cơ duyên gì, Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Yêu chủ dĩ nhiên khủng bố, nhưng nó còn chưa thức tỉnh. Thái cổ 12 hung cũng không phải cái gì loại lương thiện, bọn họ đều hận không thể chiếm lấy. Tả Vũ sắp xếp lời nói một chút, ngữ không kinh chết người không thôi nói. Chiếm lấy, Tiêu Phàm nghe vậy, tựa như giống như bị chạm điện sững sờ tại chỗ. Nói như vậy mà nói, những cái này thái cổ đại hung tiến về yêu chủ mộ huyệt cũng không phải là vì nghênh đón yêu chủ xuất quan, mà là vì chiếm lấy nó đồ vật. Thậm chí nói trắng ra một chút. Bọn họ hận không thể yêu chủ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Chỉ là, bọn họ những cái này đại hung đều có thể như vậy tính toán, để cho mình tỉnh lại, yêu chủ tính toán sẽ còn yếu hơn bọn họ sao? Những cái này hung yêu đều muốn thay thế yêu chủ vị trí, đương nhiên, ta cũng không xem trọng bọn họ, nhưng là, chúng ta hoàn toàn có thể đục nước béo cò, thấy tình thế không đúng chúng ta lập tức đào tẩu là được rồi. Tả Vũ tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt. Lại rèn sắt khi còn nóng nói.
Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, rơi vào trong trầm tư. Thái cổ 12 hung, bây giờ chỉ có tam hung còn chưa thức tỉnh, thái cổ thiên hoàng còn bị Tu La Tổ Ma tiêu diệt, nói cách khác, tổng cộng có bát hung tiến về yêu chủ mộ huyệt. Bát hung hợp lực, nghĩ đến coi như thực lực không bằng yêu chủ, cái kia cũng không xê xích gì nhiều a. Đến lúc đó bọn chúng cùng yêu chủ phát sinh cái gì chiến đấu, bọn họ hoàn toàn có thể thừa cơ đào tẩu, chỉ cần xem cuộc chiến thời điểm không muốn khoảng cách quá gần là được. Tiêu Phàm, người cần phải biết, yêu chủ thế nhưng là thái cổ thần giới từ xưa đến nay đứng đầu nhất một trong mấy người, hắn đồ vật, tùy tiện lấy được một điểm, đối chúng ta mà nói đều là lợi ích to lớn. Tà Vũ gặp Tiêu Phàm thật lâu không nói, lại khuyên. Tốt, chúng ta đi qua. Bất quá còn phải làm một phen chuẩn bị mới được. Tiêu Phàm để lại một câu nói thu lại truyền âm ngọc phù. Khương Ách cùng Tử Thiên Y không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, bản thân mấy người có tất muốn làm gì chuẩn bị sao? Ở thái cổ 12 hung loại kia tồn tại trước mặt, cái gì cũng không có chuẩn bị quá nhiều giá trị a. Bất quá, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị một vài thứ, ngược lại cũng không phải cái khác, mà là một chút truyền tống trận, tùy thời dùng để chạy trốn dùng. Cũng không biết tiến vào yêu chủ mộ huyệt tổ sơn về sau, những cái này truyền tống trận còn có thể hay không khởi động, nhưng có dù sao cũng so không có muốn tốt, chí ít cũng coi là một cái tâm lý an ủi. Đi thôi, làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cũng một trận thổn thức, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn có chút bất an. Mấy người sát mặt đất tiến lên, trên đường thấy được không ít tu sĩ đều đang hướng một cái phương hướng đuổi. Tiêu Phàm hỏi thăm Tà Vũ liên quan tới yêu chủ mộ huyệt tổ sơn phương vị. Tà Vũ thật cũng không nói thêm cái gì, nhưng hắn cẩn thận cảm ứng nguyên khí hướng chảy, chính là tổ sơn phương hướng. Cái này khiến Tiêu Phàm hết sức giật mình, những ngày qua, thái cổ 12 hung lục tục thức tỉnh, đảo loạn vạn cổ hung phần nguyên khí, hắn cũng một mực không quan tâm. Nhưng mà, khi hắn nhắm mắt cảm ứng thời khắc, quả nhiên phát hiện, nguyên bản lộn xộn bừa bãi nguyên khí vậy mà thật hướng về một phương hướng lưu động. Cái hướng kia, sương mù mông lung, nhìn không phải 10 điểm rõ ràng. Nguyên bản Tiêu Phàm còn không quá tin tưởng kia liền là tổ sơn vị trí, nhưng bây giờ hắn tin rồi, nếu như nơi đó không phải tổ sơn vị trí, lại làm sao có thể có vô số tu sĩ tiến về đây? Tiêu Phàm, làm sao chúng ta không thấy được dị ma đây? Khương Ách đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy, ngừng thân hình, bỗng nhiên vỗ đùi, ta liền nói luôn cảm giác chỗ nào không đúng, trừ bỏ bị chúng ta giết chết nộ giang ma tôn cùng hắn thuộc hạ bên ngoài, chúng ta lại còn không phát hiện mặt khác dị ma. Ngày đó thế nhưng là có vài chục cái thất tinh ma tôn tiến nhập vạn cổ hung phần A, nộ giang ma tôn bị hỗn nguyên giết chết, nhưng còn có mặt khác đây. Đừng nói gặp, chính là nghe đều không nghe qua mặt khác dị ma tin tức. Chẳng lẽ bị thức tỉnh thái cổ đại hung giết chết? Tử Thiên Y hồ nghi nói. Không có khả năng, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hủy bỏ khả năng này, trong bọn họ thế nhưng là có mấy cái thánh tử thánh nữ, hơn nữa bọn họ trên người thế nhưng là có thiên tôn pháp thân. Vừa mới thức tỉnh thái cổ đại hung thực lực sẽ không quá mạnh, hẳn không phải là thiên tôn pháp thân đối thủ. Khương Ách cũng bổ sung một câu. Kể từ đó, dị ma chết ở thái cổ đại hung trong tay khả năng cũng rất thấp. Bọn họ có phải hay không sợ thái cổ hung yêu gây bất lợi cho bọn họ, cho nên rút lui? Tử Thiên Y lại suy nghĩ một chút nói. Khả năng này ngược lại là rất lớn, bất quá, Tiêu Phàm lại là nghĩ đến một loại khả năng khác. Chỉ thấy hắn lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, nói, Tà Vũ, ta đi trước xác minh một chút sự tình, các ngươi trước đi qua. Dứt lời, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Khương Ách cùng Tử Thiên Y. Chúng ta đi theo ngươi. Hai người không chút do dự nói. Tiêu Phàm cũng không có cự tuyệt, Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người thuộc tính đặc biệt, hắn thật đúng là không dám nhường bọn họ cùng Tà Vũ bọn họ hành động chung. Khương Ách là ai đều không đến gần được, ai tới gần ai suối quẩy. Mà Tử Thiên Y là mang theo hố đội hữu thuộc tính, Tiêu Phàm cũng không muốn Tà Vũ bọn họ đều bị Tử Thiên Y gài bẫy. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn về phía trong đó một cái phương hướng, rất nhanh chui vào cổ lâm. Nơi này không thể tùy ý phi hành, bọn họ cũng không dám tùy ý phi hành. Nửa ngày, Tiêu Phàm ba người tiềm hành mấy vạn dặm, đột nhiên Tiêu Phàm một cái thủ thế để mấy người ngừng lại. Tiêu Phàm, chúng ta tới nơi này làm gì? Khương Ách xoa xoa mồ hôi trán,
một cỗ mãnh liệt cực nóng dám tràn ngập toàn thân, nhiệt độ chung quanh đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Loại này cực nóng cảm giác bọn họ sớm liền phát hiện, ngay cả bốn phía thảm thực vật cũng thay đổi thành một chút toàn thân hiện lên màu lửa đỏ đồ vật, mặt khác lục thực căn bản là không có cách tiếp nhận nhiệt độ của nơi này mà sống tồn. Dị ma ở chỗ này, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói. Dị ma, Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người nghe vậy, lập tức phòng bị nhìn xem bốn phía. Dị ma ở chỗ nào? Chúng ta tại sao không thấy được? Hơn nữa, bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới địa phương, đều đốt cháy vô tận hỏa diễm, kéo dài mấy ngàn hơn vạn dặm, nơi này căn bản không phải người ngây ngô địa phương, dị ma làm sao có thể trở về nơi này? Chẳng lẽ nơi này cũng là cái nào đó đại hung nơi chôn cất? Tử Thiên Y lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nói. Chỉ là hắn không biết, Tiêu Phàm lại là làm thế nào biết cái địa phương này, hơn nữa còn như thế chắc chắn dị ma chính là ở đây. Nơi này là phần thiên tước nơi chôn cất, phần thiên tước còn không có thức tỉnh. Tiêu Phàm trịnh trọng giải thích một câu. Khương Ách cùng Tử Thiên Y lộ ra vẻ hiểu rõ, khó trách nơi này ánh lửa ngút trời, như thế khô nóng, nguyên lai là phần thiên tước nơi chôn cất. Những cái kia dị ma không có tiến về yêu chủ mộ huyệt tổ sơn, mà là đi tới nơi đây. Suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại, dị ma mạnh nhất cũng chính là thất tinh ma tôn, vừa mới thức tỉnh thái cổ 12 hung còn có thể miễn cưỡng ứng phó một lần. Bây giờ tỉnh lại thái cổ 12 hung đã tiến về tổ sơn, bọn họ cũng không muốn đi qua chịu chết, tự nhiên nhìn chằm chằm chưa từng thức tỉnh thái cổ 12 hung. Chỉ là, dị ma ở chỗ nào? Thật sự có dị ma? Khương Ách đột nhiên chỉ nơi xa thấp giọng hô nói. Tiêu Phàm cùng Tử Thiên Y hai người theo hắn phương hướng chỉ nhìn tới, nơi đó vậy mà thật sự có một đám dị ma đạp không tiến lên, tựa như đang tìm cái gì. Người cầm đầu, Tiêu Phàm càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bọn họ không thể tới gần phần thiên tước nơi chôn cất, ngược lại không ít người bị ngọn lửa đốt thành trọng thương. Tiêu Phàm cảm ứng một lần, liền khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Khương Ách cùng Tử Thiên Y kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Làm sao ngươi đều như vậy rõ rõ ràng ràng, ngươi không phải một mực cùng chúng ta ở một chỗ sao? Chẳng lẽ ngươi đã đánh vào địch nhân nội bộ? Cũng khó trách Khương Ách hai người như thế kinh ngạc, trên đường đi cũng không gặp Tiêu Phàm với ai liên hệ a, làm sao lại đối chuyện nơi đây rõ rõ ràng ràng đây? Nhất là Tử Thiên Y, ta mới là thầy tướng số A, làm sao hiện tại cảm giác ngươi mới là thầy tướng số một dạng? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Khương Ách ngưng tiếng nói. Theo những cái kia dị ma tới gần, hắn cũng nhìn thấy dị ma vết thương trên mặt ngấn, đều là bị đại hỏa đốt qua dấu vết, thật lâu khó có thể khép lại. Nếu không, tiêu diệt bọn họ, Tử Thiên Y hỏi dò. Tiêu Phàm cùng Khương Ách hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Thiên Y, cho một cái ánh mắt khích lệ, ngươi được ngươi lên. Tử Thiên Y lập tức chỗ này, cúi đầu, một bộ vừa rồi ta không nói gì dáng vẻ. Nói đùa cái gì, hắn một cái thượng phẩm thánh tôn, nhưng hắn bắt lấy mấy cái thất tinh ma tôn, đây không phải khôi hài sao. Coi như cái kia thất tinh ma tôn đứng ở cái kia, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết được đối phương A, lại càng không cần phải nói chính diện chém giết. Chúng ta không giết được bọn hắn, cũng không đại biểu bọn họ không chết được. Tiêu Phàm mỉm cười. Khương Ách hai người mắt bốc tinh quang, trên mặt đều là nồng nặc chờ mong. Bất quá khi bọn họ nghe được Tiêu Phàm đằng sau câu nói kia lúc, lại là trợn trắng mắt. Bất quá, lần này tha bọn họ một lần, Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Khương Ách cùng Tử Thiên Y trong lòng tự nhiên là khịt mũi coi thường, người ta có mấy cái thất tinh ma tôn, chỗ nào cần ngươi tha bọn họ một lần. Bọn họ không biết là, cái kia thất tinh ma tôn dĩ nhiên cường đại, nhưng đám người bọn họ, cũng không phải là lấy thất tinh ma tôn cầm đầu a. Những cái này dị ma. Cầm đầu chính là Ngọc Lang Thánh Tử. Chỉ cần Ngọc Lang Thánh Tử ra lệnh một tiếng, để bọn hắn tiến đánh phần thiên tước hang ổ, cho dù là thất tinh dị ma cũng vô pháp cự tuyệt a, đến lúc đó bản thân bị trọng thương, Tiêu Phàm giết bọn hắn thật vẫn không khó. Về phần tại sao Ngọc Lang Thánh Tử có thể như vậy hạ lệnh, vậy thì phải từ hắn ban đầu ở thần chiến cổ địa rơi vào Tiêu Phàm trong tay nói đến, có thể nói, Ngọc Lang Thánh Tử thân thể đã sớm không thuộc về hắn. Chỉ là, Tiêu Phàm cảm thấy Ngọc Lang Thánh Tử còn có một số mặt khác tác dụng, bản thân thật vất vả ở dị ma bên trong chôn xuống một khỏa đinh nhọn, không thể cứ như vậy nhổ xong.
chỉ có những người này, cái kia mặt khác dị ma đây. Tử Thiên Y sợ Tiêu Phàm lúng túng, nghĩ nghĩ chuyển hướng một cái chủ đề. Hẳn là ở mặt khác đại hung nơi chôn cất a. Khương Ách bình tĩnh nói. Không, nơi này còn có một cái chúng ta người quen. Tiêu Phàm lại là lắc đầu. Phần Thiên, vừa dứt lời, một tiếng quát như sấm vang lên, cả vùng không gian đều trở nên hết sức đè nén. Tiêu Phàm mấy người vội vàng ẩn tàng khí tức, chỉ thấy một đạo áo đen thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, trong nháy mắt xông vào xa xa Hỏa Diệm Sơn. Hỗn độn thần long, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, cái kia không phải là Đoạt Xá thần long từ thân thể hỗn độn thần long sao? Người nhà không phải tiến về yêu chủ mộ huyệt tổ sơn sao, sao lại tới đây nơi này? Tiêu Phàm có loại chạy trối chết ý nghĩ, bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn là không có thực hành, chính mình cái này thời điểm đào tẩu, nhất định sẽ bị dị ma chú ý tới, nơi này cách Hỏa Diệm Sơn cũng không phải quá xa. Lấy cái kia thất tinh ma tôn tốc độ, trong chớp mắt liền có thể đến, mà ra mở truyền tống ngọc bàn cũng phải cần một hai hơi thời gian. Lại là các ngươi những cái này rác rưởi. Hỗn Nguyên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem đối diện Ngọc Lang Thánh Tử một chuyến. Ngọc Lang Thánh Tử mặt âm trầm, hắn đã nghe nói Nộ Giang Ma Tôn một chuyến toàn diệt sự tình, cảm nhận được Hỗn Nguyên trên người cường đại long uy, hắn đã đoán được đối phương thân phận. Đến mức Hỗn Nguyên mắng bọn hắn rác rưởi, Ngọc Lang Thánh Tử đều không dám trả lời. Dám nhục ta thánh tộc, muốn chết sao? Nhưng mà, Ngọc Lang Thánh Tử không dám, cũng không đại biểu người khác không dám, chỉ thấy Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu bay ra ngoài một đám thân ảnh. Người cầm đầu chính là một cái khuynh quốc khuynh thành, có được dung nhan tuyệt thế nữ tử, Thiên Giao Thánh Nữ. Thiên Giao Thánh Nữ lạnh lùng quét Ngọc Lang Thánh Tử một cái, chửi nhỏ một tiếng, phế vật. Sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Hỗn Nguyên trên người, trên mặt đều là khinh thường, một đầu tiểu trùng, cũng dám nhục ta thánh tộc. Không thể không nói, Thiên Giao Thánh Nữ xác thực so Ngọc Lang Thánh Tử kiêu ngạo hơn một chút, cũng bá đạo một chút, chí ít, đối mặt Hỗn Nguyên, nàng không sợ hãi. Chỉ là, Tiêu Phàm không biết là, nàng đến cùng có gì dũng khí, dám như vậy cùng Hỗn Độn Thần Long nói như vậy. Chết, Hỗn Nguyên thần sắc lạnh lùng, hắn đường đường thái cổ đại hung, đã từng quát tháo thiên hạ tồn tại, lại bị người mắng thành một đầu tiểu trùng, hắn không giận mới là lạ chứ. Hỗn Nguyên không nói thêm gì, đưa tay chính là một bàn tay, một đạo to lớn long hình hư không thoáng hiện tại hư không, hoảng sợ long uy đáp xuống. Một cái long chảo càng là hung hăng hướng về Thiên Giao Thánh Nữ một chuyến giận đập đi. Giết hắn, Thiên Giao Thánh Nữ không sợ hãi chút nào, ngược lại sát khí bốc lên. Chỉ một thoáng, hắn hai cái cấp dưới xông ra, thất tinh ma tôn thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. So với Nộ Giang ma tôn, bọn họ có chút bất đồng chính là, trên thân hai người còn hiện ra u sâm chiến giáp. Chỉ từ khí thế mà nói, hai người so Nộ Giang ma tôn muốn mạnh hơn không ít. Xa xa Tiêu Phàm mấy người kinh hãi không thôi, đây chính là có thánh tử thánh nữ, cùng không có thánh tử thánh nữ khác nhau sao? Nộ Giang ma tôn dù sao cũng là nguyên cổ thánh tử nhất phương người A, đơn giản là không cùng nguyên cổ thánh tử đi ra, ngay cả một kiện ra dáng pháp bảo đều không có. Mà Thiên Giao thánh nữ thuộc hạ, lại là võ trang đầy đủ, như vậy chênh lệch quá lớn. Nguyên cổ vậy mà chết. Tiêu Phàm đột nhiên lại từ xem cuộc chiến Ngọc Lang Thánh Tử trong đầu chiếm được một cái tin tức, hắn không khỏi thật sâu nhìn Ngọc Lang Thánh Tử một cái, hắn vậy mà giết nguyên cổ, sau đó còn giá họa cho ta. Tiêu Phàm cả người cũng không tốt, hắn rốt cuộc minh bạch, thế nào sẽ có nhiều như vậy dị ma tiến về thái cổ thần giới. Nguyên lai, bọn họ đều là tìm đến mình báo thù. Hảo một cái Ngọc Lang Thánh Tử, về sau chúng ta chậm rãi chơi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Oanh, tiếng vang ầm ầm truyền ra, Hỗn Nguyên cùng Thiên Giao Thánh Nữ hai cái thuộc hạ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, năng lượng ba động khủng bố quét ngang tứ phương, từng tòa sơn phong sụp đổ. CMN, Tiêu Phàm ba người vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia năng lượng ba động cho hất bay ra ngoài, chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Hắn vẫn là đánh giá quá thấp Hỗn Nguyên bọn hắn thực lực, vẻn vẹn dư ba, vậy mà liền kém chút thương đến bọn hắn. Đi mau, Tiêu Phàm thở sâu, thừa dịp hỗn loạn, đem Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người ném vào nửa mở thức không gian pháp bảo. Một mình hắn đào mệnh, có thể so sánh ba người đào mệnh muốn nhanh, chỉ cần chạy ra một khoảng cách, hắn thì có thời gian mở ra truyền tống ngọc bàn.
Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ là muốn tính toán một đợt dị ma, lại không nghĩ rằng hỗn độn thần long lại đột nhiên chạy đến, mấu chốt là, hắn cùng thần long tử cũng là có thù a. Tiêu Phàm mới vừa từ trung tâm năng lượng chạy ra, nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng. Tiêu Phàm bản năng hướng cái hướng kia nhìn tới, lại là nhìn thấy Thiên Giao Thánh Nữ đằng đằng sát khí nhìn qua hắn, Tiêu Phàm thấy thế, bản năng xoay người chạy. Chỉ là, khi hắn vừa mới thời điểm chạy trốn, hắn liền hối hận. Ta bây giờ không phải Tiêu Phàm a, ta chạy cái gì? Đây không phải tương đương với bản thân thừa nhận sao? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, Thiên Giao là như thế nào nhận ra mình? Mấu chốt là, này nương môn chỉ là nhìn thấy bóng lưng của mình a, thật chẳng lẽ mình là hóa thành cho đều biết? Sớm biết dạng này, bản thân vừa rồi nên giấu đi a. Cái này dư ba mặc dù có thể xúc phạm tới Khương Ách cùng Tử Thiên Y, nhưng còn không đả thương được hắn. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Hắn có thể làm, chính là liều mạng đào tẩu. Tiêu Phàm, ai ngờ, Hỗn Nguyên nghe được hai chữ này, trực tiếp đình chỉ chiến đấu, sắc bén ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cướp đi bản thân hỗn độn thần long chi linh người, không phải liền là Tiêu Phàm sao? Bản thân tìm lâu như vậy. Đều không có nửa điểm động tính, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Hỗn Nguyên nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ngăn lại hắn, Thiên Giao thấy thế, còn tưởng rằng Hỗn Nguyên chuẩn bị bảo hộ Tiêu Phàm đây, cuồn cuộn sát khí nở rộ, bên cạnh hắn lại xông ra hai cái thất tinh ma tôn. Không thể không nói, Thiên Giao ở Thái Nhất Thánh giới địa vị xa không phải người bình thường có thể so sánh. Bên người thì có 5 cái thất tinh ma tôn bảo hộ. Đãi ngộ như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thái Nhất Thánh giới, cũng không có mấy người a. Cút ngay, Hỗn Nguyên gầm thét không thôi, hắn nghĩ giết Tiêu Phàm, lại gắt gao bị 4 cái thất tinh ma tôn quấn lấy. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng những cái này dị ma tất cả đều ăn mặc chiến giáp, thực lực càng là xa so với bình thường thất tinh ma tôn cường đại, 4 người bọn họ liên thủ, trung phẩm pháp tôn cũng có thể đánh một trận. Hỗn Nguyên nếu như nuốt hỗn độn thần long chi linh, diệt sát 4 cái này thất tinh ma tôn, đó hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, đơn giản không thể lại đơn giản. Nhưng hiện tại, hắn thực lực, cũng liền sánh ngang trung phẩm pháp tôn mà thôi, tối đa cũng liền có thể duy nhất một lần hủy diệt nộ giang ma tôn đám kia người. Ngọc Lang, còn chưa động thủ, Thiên Giao nhìn thấy xa xa Ngọc Lang thánh tử một bộ xem kịch vui bộ dáng, phẫn nộ không đánh một chỗ. Bên người nàng chỉ có một cái thất tinh ma tôn, tự nhiên là không dám nhường đối phương rời đi đi giết Tiêu Phàm. Nơi này chính là Thái Cổ Thần giới địa bàn, không có thất tinh ma tôn bảo hộ, nàng làm sao đều không yên lòng. Giết hắn, Ngọc Lang rất khó chịu Thiên Giao ngữ khí, nhưng vẫn là chỉ Hỗn Nguyên nổi giận nói. Hô, bên cạnh hắn xông ra hai cái thất tinh ma tôn, đánh tới Hỗn Nguyên, tăng thêm vừa rồi 4 cái. Hiện tại đã là 6 cái thất tinh ma tôn vây công Hỗn Nguyên. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt vui vẻ, chân đạp thời không na di thiểm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hiện tại không trốn, chờ đến khi nào, ai bảo ngươi giết hắn? Thiên Giao nhìn thấy Tiêu Phàm đào tẩu, khí không nhẹ. Nàng là muốn Ngọc Lang thánh tử người giết Tiêu Phàm a, ai bảo hắn động thủ giết Hỗn Nguyên, bản thân 4 cái thuộc hạ cuốn lấy Hỗn Nguyên, không phải liền là dễ giết nhất Tiêu Phàm cơ hội sao? Nhưng hiện tại, lại trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm đào tẩu. Ngươi không phải để cho ta động thủ sao, lại không nói giết ai. Ngọc Lang thánh tử cực kỳ khó chịu, nói, huống chi, ta làm việc, cũng không tới phiên ngươi Thiên Giao đến khoa tay múa chân. Ngọc Lang thánh tử nội tâm kỳ thật có chút buồn bực, hắn đúng là muốn giết Tiêu Phàm, có thể tay lại đột nhiên không nghe sai khiến, chỉ sai một người. Hiện tại Ngọc Lang thánh tử đều không nghĩ rõ ràng. Vừa rồi ngón tay của mình đột nhiên là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn rất khó chịu Thiên Giao cao cao tại thượng bộ dáng. Bàn về địa vị, hắn xác thực hơi có không bằng Thiên Giao, nhưng là không kém nhiều, dựa vào cái gì bị một nữ nhân la hét om sòm đây. Đuổi theo cho ta, Thiên Giao khí ngực chập trùng lên xuống, đây chính là chém giết Tiêu Phàm cơ hội tốt nhất, nàng há lại sẽ bỏ lỡ. Một đám phế vật. Hỗn Nguyên lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, biết rõ những cái này dị ma hiểu lầm mình cùng Tiêu Phàm quan hệ. Hắn là muốn giết Tiêu Phàm,
nhưng những này dị ma lại nghĩ lầm hắn là phải cứu Tiêu Phàm, cho nên mới ngăn cản bản thân. Giờ phút này, hỗn nguyên tâm lý thực sự là một trận ma ma thớt, bản thân vừa rồi nếu là không động thủ, cái kia Tiêu Phàm chẳng phải là liền chạy không thoát. Không được, Tiêu Phàm không thể rơi vào dị ma trong tay. Đột nhiên, hỗn nguyên mãnh kinh. Hắn đột nhiên nhớ lại, bản thân hỗn độn thần long chi linh còn ở trong tay Tiêu Phàm đây. Nếu như Tiêu Phàm rơi vào dị ma trong tay, vậy hắn hỗn độn thần long chi linh chẳng phải là cũng sẽ bị dị ma chiếm lấy. Nghĩ vậy, hỗn nguyên thân hình lóe lên, cái kia dị ma tốc độ phải nhanh không ít, cực tốc hướng về Tiêu Phàm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã lấy ra truyền tống ngọc bàn thôi động, đi tới ngoài vạn dặm. Nguy hiểm, Tiêu Phàm kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt đẫm y phục. Còn tốt bản thân trước đó có chỗ bố trí, hơn nữa thời điểm then chốt khống chế Ngọc Lang Thánh Tử, bằng không lần này thật liền lạnh. Bản thân vận khí làm sao kém như vậy đây? Chẳng lẽ là mang tới Khương Ách cùng Tử Thiên Y nguyên nhân? Khả năng này rất lớn, nhưng Tiêu Phàm càng tin tưởng mình là thiên đố chi nhân nguyên nhân. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút, bằng không khắp nơi đều là hố to, chờ đợi mình tới nhảy vào. Đột nhiên, hậu phương một tiếng kêu to truyền đến, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn nghĩ không hiểu, làm sao nhanh như vậy đã có người đuổi theo tới, bản thân cũng không có cái gì mệnh cách khí tức a, địa phương làm sao bắt hành tung của mình. Chẳng lẽ là hỗn độn thần long chi linh lưu lại khí tức? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quanh thân thiêu đốt lấy vô tận hỏa diễm, muốn đem khí tức kia đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt chia ra mấy chục cái linh hồn phân thân, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Mà hắn bản thân, cũng thay đổi thành diện mục thật sự, không tiếp tục ẩn giấu khí tức, lựa chọn một cái phương hướng bỏ chạy đi. Linh hồn phân liệt năng lực, ngươi không chạy thoát được đâu. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm vị trí, bỗng xuất hiện một bóng người, chính là Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên nhắm hai mắt cảm ứng một hồi, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, hỗn độn thần long chi linh còn sót lại khí tức vậy mà không thấy. Tiêu Phàm đoán không sai, hỗn nguyên chính là căn cứ hỗn độn thần long chi linh khí tức tìm được nó, vậy là tốt rồi, tựa như một cái xác định vị trí hướng dẫn, căn bản không cần có thể đi tìm kiếm. Chỉ bất quá, còn sót lại khí tức rất yếu ớt, hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được, bằng không mà nói, trước đó hắn liền không khả năng tìm không thấy Tiêu Phàm. Mà bây giờ, cái kia hỗn độn thần long chi linh còn sót lại khí tức bị vô tận chi hỏa luyện hóa, hắn tự nhiên không cảm ứng được Tiêu Phàm vị trí. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt nguyên khí đập vào mặt, hỗn nguyên lông mày nhíu chặt hơn, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, một đám ngu xuẩn, cho rằng yêu tổ chết liền không làm gì được ngươi môn sao. Nghĩ nghĩ, hỗn nguyên không có hướng yêu chủ mộ huyệt vị trí tổ sơn phương hướng đi. Mặt khác đại hung có lẽ nghĩ thừa dịp yêu chủ còn chưa sống lại, dứt khoát nhường hắn mãi mãi cũng không muốn sống lại. Nhưng hỗn nguyên biết rõ, yêu chủ như vậy cấp độ tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể tính toán, đến lúc đó đừng đem mạng của mình cho mắc vào. Vẫn là hồ tổ cùng phần thiên mấy người thông minh, dứt khoát lựa chọn không ra, lựa chọn ngư ông đắc lợi. Hỗn nguyên mặt âm trầm. Chính hắn nguyên bản cũng không muốn xuất thế. Có thể gặp gỡ thần long tử chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ là hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, lại có người sẽ trộm hắn hỗn độn thần long chi linh. Tiêu Phàm, ta liền không tin ngươi không trở về thái cổ thần giới. Hỗn nguyên khẽ cắn môi, không có tiếp tục đuổi giết Tiêu Phàm, mà là quay người hướng về rời xa tổ sơn phương hướng đi. Tiêu Phàm một hơi chạy trốn dòng dã tốt mấy canh giờ, sau khi thấy được phương không có người đuổi theo, lúc này mới dừng lại. Một lần này hẳn là bỏ rơi a. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng như vậy chạy trối chết, bất quá nghĩ đến bản thân chỉ là hạ phẩm nguyên tôn, mà truy sát bản thân chính là pháp tôn cường giả, Tiêu Phàm ngược lại không có bao nhiêu tức giận xấu hổ cảm giác. Bất quá, hắn tăng thực lực lên ý nghĩ lửa xém lông mày. Đây vẫn chỉ là không có khôi phục đỉnh phong thực lực thái cổ đại hung, nếu là những cái kia khôi phục đỉnh phong đây, lại phải làm sao khủng bố. Tiêu Phàm không cách nào tiếp tục nghĩ, tự xem đến chả phải cẩn thận một chút. Lúc đưa tay, Khương Ách cùng Tử Thiên Y lại bị hắn ném đi ra, hai người cũng là e ngại không thôi, vừa rồi đợi ở nửa mở thức pháp bảo bên trong,
bọn họ thế nhưng là có thể cảm nhận được ngoại giới tất cả. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm trực tiếp nói, Tử Thiên Y, tính một quẻ. Tử Thiên Y lại là lắc đầu, có chút chột dạ nói, ta hiện tại tính không chính xác. Nói đùa cái gì, bản thân đang ở Thiên Hoang hố đồng đội còn thiếu sao, hắn hố ai cũng không dám hố Tiêu Phàm a, cho nên một lần này quẻ, hắn là tuyệt đối sẽ không tính. Tiêu Phàm cũng biết Tử Thiên Y những phá sự kia, gia hỏa này không vội xem bói đều tính ra bóng tối đến, nơi nào còn dám tùy tiện xem bói. Đi thôi, tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Phàm lắc đầu, trước cho các ngươi xử lý một lần. Nói xong, Tiêu Phàm trong thời gian nháy mắt, hai đoàn vô tận chi hỏa đã bao phủ Khương Ách cùng Tử Thiên Y, chỉ một thoáng, cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm, ngươi làm gì? Khương Ách cùng Tử Thiên Y bị Tiêu Phàm dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch. Ngươi nha, ngươi cái này hỏa diễm thế nhưng là tương đương với trung phẩm nguyên tôn thực lực a, ai có thể chịu nổi nó nung khô. Ta đây không phải sợ các ngươi trên người có lưu lại cái gì khí tức, đến lúc đó bị cái kia hỗn độn thần long đuổi theo nha. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ vô tội. Có ta ở đây, hắn cái gì khí tức đều không cảm ứng được. Khương Ách vẻ mặt tự tin nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi nhíu mày, tay phải xoa cằm. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chuyện như thế, bằng không mà nói, bọn họ trước đó ẩn núp ở hỏa diễm sơn bên ngoài, chạy đến hỗn độn thần long làm sao không phát hiện đây. Mà về sau hắn Tiêu Phàm đào tẩu, hỗn độn thần long cách xa nhau hơn vạn dặm, cũng có thể nhanh chóng đuổi theo. Tất cả những thứ này, không chính là bởi vì Khương Ách ở trong này sao? Bất quá Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là đốt một lần yên tâm chút. Sau nửa ngày, bị thiêu đến nám đen Khương Ách cùng Tử Thiên Y từ hỏa diễm bên trong đi ra, quần áo đều bị thiêu đến tinh quang, bất quá cũng không tính là bại lộ, toàn thân đen nhánh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người bạch nhãn, đã đầy đủ đem Tiêu Phàm giết chết vô số lần. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là xem như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, hắn linh hồn phân thân đều không có cảm ứng được hỗn độn thần long đuổi theo, cho nên cũng buông lỏng không ít. Nhìn bộ dạng này, hỗn độn thần long hẳn là sẽ không tiến về tổ sơn A. Gia hỏa này nếu không phải là sợ chết, nếu không phải là so tưởng tượng thông minh. Tiêu Phàm đối hỗn độn thần long làm người trong nháy mắt có định nghĩa. Mặt khác thái cổ đại hung đều đang đánh yêu chủ chủ ý, mà hỗn độn thần long lại không có đi theo đại lưu, không phải ngốc, chính là không muốn chịu chết. Yêu chủ đến cùng có thể hay không phục sinh, vạn nhất thật sống lại. Những cái kia tính toán yêu chủ đại hung, có thể chết hay không rất khó coi. Mà nếu là không có phục sinh, cái kia tổ sơn thế nhưng là yêu chủ nơi chôn cất, tùy tiện lấy được một vài thứ, đều là bảo bối a. Tiêu Phàm trong đầu suy tư, đã trải qua lúc trước sự tình, Tiêu Phàm cũng không dám tự tiện đánh dị ma chủ ý. Thiên giao nữ nhân kia, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không thể trêu vào, không thấy được hỗn độn thần long đều chịu không được sao. Thiên giao so với ta tưởng tượng còn muốn giết ta, ta mặc dù không giết được bọn hắn, nhưng có thể đem bọn hắn dẫn vào tổ sơn A. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia cười tà. Tiêu Phàm, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Khương Ách nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, toàn thân run một cái. Không có gì, Tiêu Phàm lắc đầu, có thể nụ cười trên mặt lại bất kể như thế nào đều giấu không được, đúng rồi, còn có nghi ai đã giết ta tới. Một cái sơn cốc bên trong, Thiên Giao vẻ mặt tức giận nhìn phía trước phế tích. Thánh nữ, cái kia Tiêu Phàm quá giảo hoạt rồi, lại là linh hồn phân thân. Một bên một cái thuộc hạ mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nói. Những người khác cũng cực kỳ khó chịu, đoàn người mình tới nơi này cái gì đều không lấy được không nói, lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn vui đùa, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Nhưng mà, bọn họ cũng 10 điểm bất đắc dĩ. Tiêu Phàm thủ đoạn quá quỷ dị khó lường, bọn họ truy lâu như vậy đều không đuổi tới. Tiêu Phàm, phải chết, Thiên Giao lạnh giọng nói. Bây giờ khoảng cách táng tổ thiên mộ mở ra thời gian cũng không nhiều, thần chiến cổ địa một chuyến, Tiêu Phàm trở thành bọn họ cả đời ác mộng. Không giết Tiêu Phàm, bọn họ về sau muốn đột phá 10 điểm gian nan, đoán chừng cho dù tiến vào táng tổ thiên mộ còn sống trở về, cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Cho ta liên hợp những người khác, tiến về tổ sơn. Thiên Giao đột nhiên hít sâu một cái nói.
Thánh nữ nghĩ lại, một bên một cái lão giả vội vàng mở miệng, thái cổ thời kỳ, ta thánh tộc mặc dù cùng thái cổ thần giới không có quá lớn cửu hận, nhưng những này phục sinh người rất nhiều đều là đoạt xá toàn thân, mang theo đời này ký ức. Thái cổ thời kỳ ký ức, sẽ không để cho thái cổ đại hung đặc biệt cừu thị bọn họ, nhưng đời này ký ức liền không giống nhau. Liền tựa như thần long tử, nhìn thấy bọn họ liền quyết đoán xuất thủ, giết không tha. Mà những cái này sống lại thái cổ đại hung, mỗi người thực lực đều rất khủng bố, hỗn nguyên đã coi như là yếu, vạn nhất gặp gỡ càng mạnh đây. Bọn họ những thuộc hạ này chết cũng không có vấn đề, có thể thiên giao thánh nữ không thể chết ở chỗ này a. Ý ta đã quyết, đáng tiếc, bọn họ quá xem thường thiên giao muốn giết Tiêu Phàm chi tâm, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cố ý cùng bọn hắn xung đột, nếu như bọn họ thực có can đảm động thủ, ta sẽ thôi động phụ vương ta pháp thân. Nghe nói như thế, mọi người mới thở phào, thiên giao phụ thân thế nhưng là thiên tôn cảnh, hắn pháp thân làm sao cũng phải là bát tinh, thậm chí cửu tinh ma tôn thực lực a. Thiên giao, ngươi một cái tiện nhân, cút ra đây. Vừa dứt lời, đột nhiên không trung truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh, truyền khắp cả tòa sơn cốc. Tiêu Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Thiên giao nghe vậy, dẫn đầu xông tới, bản thân nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn lại còn dám đến phách lối. Cùng lúc đó, nàng một đám thuộc hạ cũng bất động thanh sắc từ mấy cái phương hướng vây lại. Trong lúc hô hấp, bọn họ liền đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, nhưng mà hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại cười hì hì nhìn lên trời giao nói có phải hay không rất phẫn nộ. Rất tức giận, ta liền yêu mến bọn ngươi muốn giết ta, nhưng lại làm không xong ta dáng vẻ. Ta sẽ giết ngươi, rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Thiên giao khí ngực đều đang run rẩy kịch liệt lấy, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Có gan đến giết ta à, ta liền ở tổ sơn chờ các ngươi những người này, một cái cũng đừng nghĩ sống lấy rời đi thái cổ thần giới. Tiêu Phàm nói xong câu đó, không đợi dị ma động thủ, trực tiếp lựa chọn tự bảo. A Thiên giao giận điên lên, toàn thân sát khí bành trướng, bốn phía phong quyển vân dũng. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải làm thịt hắn. Thiên giao phẫn nộ đến cực hạn, chính như Tiêu Phàm nói tới, loại này muốn giết hắn, nhưng lại không giết được hắn cảm giác, để thiên giao cực kỳ khó chịu. Nàng thuộc hạ một trận trầm mặc, cái kia thái cổ thần giới tiểu tử, xác thực quá bị ổi. Nhưng đối phương năng lực quỷ dị, bọn họ muốn giết đối phương, thật không dễ dàng. Triệu tập nhân thủ, tiến về tổ sơn, thiên giao nghiến răng nghiến lợi nói. Thánh nữ, tiểu tử kia là đang khích tướng ngươi, một bên một cái thuộc hạ khuyên. Không có hắn khích tướng, chẳng lẽ chúng ta thì không đi được sao? Thiên giao lạnh lùng chừng người kia một cái, mọi người nhất thời câm như hến. Bất quá lại nói trở về, không có Tiêu Phàm sắp, thiên giao cũng xác thực muốn tiến về tổ sơn một chuyến, chỉ là bây giờ, giết Tiêu Phàm biến thành mục đích chủ yếu. Đám người bất đắc dĩ, chức trách của bọn hắn là bảo vệ thiên giao an nguy. Tự nhiên không dám vi phạm thiên giao mệnh lệnh. Thiên giao nếu như chết ở chỗ này, người nhà của bọn hắn đều phải chôn cùng. Thiên giao mang theo một đoàn người hấp tấp hướng tổ sơn phương hướng kích xạ đi, trên đường gặp gỡ không ít yêu thú, tất cả đều bị bọn họ chém giết hầu như không còn. Bất quá, càng đến gần tổ sơn, bọn họ gặp yêu thú cũng càng mạnh, bây giờ hạ phẩm pháp tôn cảnh yêu thú khắp nơi có thể thấy được, bọn họ cũng không dám quá so chiêu dao động. Một đầu hai đầu hạ phẩm pháp tôn cảnh yêu thú, bọn họ còn không sợ hãi, nhưng nếu là gặp gỡ một đám đây. Nguyên bản thiên giao quyết tâm đã dao động, nhưng mà Tiêu Phàm linh hồn phân thân mỗi lần đều sẽ ở lúc mấu chốt đi ra chế nhạo một phen, thiên giao giết Tiêu Phàm chi tâm càng ngày càng kiên định. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người dọc theo cổ lâm tiềm hành, bọn họ cũng không dám trắng trợn phi hành. Tiêu Phàm, ta cảm giác tổ sơn quá nguy hiểm. Nếu không chúng ta vẫn là rút lui a. Khương Ách nhỏ giọng thầm thì nói, thân hình có chút chật vật. Trước đây không lâu, ba người gặp được hai đầu hạ phẩm pháp tôn cảnh yêu thú, kém chút chịu thiệt hại lớn, thật vất vả mới trốn qua một kiếp. Tiêu Phàm thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nguyên bản hắn cho rằng đối thủ của mình chỉ là dị ma cùng hỗn độn thần long. Nhưng thẳng đến xâm nhập vạn cổ hung phần mới phát hiện, nơi này nhất định chính là yêu thú hoành hành. Vừa mới tiến đến vạn cổ hung phần thời điểm bọn họ liền gặp được một đầu có thể so với hạ phẩm pháp tôn yêu thú,
Tiêu Phàm đẩy lui đối phương, tiếp xuống mấy ngày đều không gặp qua yêu thú, Tiêu Phàm còn cho là mình chỉ là vận khí kém, cho nên đụng phải. Nhưng hiện tại, yêu thú lại khắp nơi có thể thấy được, hắn cũng không có phía trước tự tin. Nơi này xác thực nguy hiểm, nhưng các người có nghĩ tới không, những cái kia thái cổ đại hung cũng đồng dạng không thấy quá nhiều ưu thế a, dị ma càng là như vậy. Tử Thiên Y đột nhiên nói. Tiêu Phàm nghe vậy, vỗ tay phát ra tiếng, nói, không sai, thái cổ đại hung tuy mạnh, khả năng đều có trung phẩm pháp tôn cảnh thực lực, nhưng là những cái này yêu thú có thể chưa hẳn đối bọn hắn nói gì nghe nấy. Thái cổ 12 hung cũng nghĩ thay thế yêu chủ vị trí, những yêu thú khác tự nhiên cũng muốn thay thế thái cổ 12 hung vị trí, cái này cũng không có gì trọng đại. Không biết Tà Vũ cùng Trúc Hồng Tuyết bọn họ tới nơi nào? Khương Ách ngưng tiếng nói. Bọn họ phải đến a. Tiêu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù, thôi động phía dưới, bên trong đột nhiên truyền đến Nam Cung Tiêu Tiêu thanh âm, lão tam, chúng ta đã đến Tổ Sơn bên ngoài, nơi này tụ tập vô số yêu thú, các ngươi phải cẩn thận một chút. Thái cổ 12 hung đây. Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Bọn họ hàng phục không ít yêu thú, hiện tại hợp thành mấy cái chiến đoàn, bất quá ai cũng không có động thủ, giống như đang đợi cái gì. Nam Cung Tiêu Tiêu hồi đáp. Chẳng lẽ Tổ Sơn mở ra cần gì điều kiện? Tiêu Phàm buồn bực. Chờ đã, đột nhiên, Tiêu Phàm nhớ ra cái gì đó, hoang ma không phải tiến nhập vạn cổ hung phần sao, làm sao thời gian dài như vậy còn không có hắn nửa điểm tin tức. Bọn họ không gặp được thì cũng thôi đi, mặt khác tiến vào tu sĩ, tổng phải có người đụng đến a. Điều kiện gì chúng ta không biết, bất quá những yêu thú kia đều đang e ngại cái gì, không dám tùy tiện đặt chân Tổ Sơn. Dù cho thái cổ 12 hung cũng là như thế. Nam Cung Tiêu Tiêu trong giọng nói mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Các ngươi tốt nhất rời xa một điểm, có chuyện gì tùy thời liên hệ. Tiêu Phàm nói xong, thu hồi truyền âm ngọc phù. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú phương xa, trong lòng luôn có một cỗ bất an. Siêu siêu, đột nhiên, từng đạo tiếng hét lớn vang lên, vô số kim quang từ Tiêu Phàm mấy người trong mắt lóe lên, đem Tiêu Phàm ba người giật nảy mình. Không đợi mấy người tới kịp đào tẩu, mấy đạo lợi mang bỗng đáp xuống, hướng về ba người vị trí kích xạ mà tới. Tiêu Phàm ba người bản năng hướng về ba phương hướng bay đi, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Làm Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía không trung thời khắc, lại là nhìn thấy mấy đầu toàn thân mọc đầy bộ lông, cùng người không có hai kim sắc sinh linh lăng không mà đứng, phía sau kim sắc cánh tản ra lăng lệ đao khí. Đây không phải bọn họ mới vừa tiến vào vạn cổ hung phần thời điểm gặp kim sắc sinh linh sao? Chỉ bất quá khi đó chỉ có một đầu, mà bây giờ đã có 8 đầu. Để Tiêu Phàm sợ hết hồn hết vía là, tất cả kim sắc sinh linh con ngươi đều lạnh lùng theo dõi hắn, ngược lại hoàn toàn không để mắt đến Khương Ách cùng Tử Thiên Y tồn tại. Các ngươi đi mau, Tổ Sơn tập hợp, Tiêu Phàm vội vàng cho hai người truyền âm, hắn biết rõ, những cái này kim sắc sinh linh là tìm đến mình báo thù. Khương Ách cùng Tử Thiên Y hai người do dự chốc lát, khẽ cắn môi dứt khoát rời đi. Lấy bọn hắn thực lực, lưu lại chỉ làm cho Tiêu Phàm thêm phiền, rời đi, là đối Tiêu Phàm tốt nhất trợ giúp. Vài đầu kim sắc sinh linh tựa như cũng không quan tâm Khương Ách cùng Tử Thiên Y rời đi, lạnh lùng con ngươi từ đầu đến cuối đều không có từ Tiêu Phàm trên người rời đi qua. Tiêu Phàm thở sâu, đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Cái này 8 đầu kim sắc sinh linh. Yếu nhất đều là thượng phẩm nguyên tôn, còn có 2 đầu hạ phẩm pháp tôn tu vi, hắn muốn sống sót, cũng không thể phớt lờ. Oanh, Tiêu Phàm thân thể chấn động, vô tận chi huyết vận chuyển, khí tức kinh khủng từ trên người hắn nở rộ mà ra, vô thượng kim thân đệ nhị đoán mở ra, ngoại thân hiện lên một tầng kim quang, tựa như người khoác hoàng kim chiến giáp. Đồng thời, phá ma chiến giáp xuất hiện ở quanh người hắn, đối mặt đối thủ như vậy. Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ lưu lại tu la chi thể át chủ bài không có thi triển. Không phải hắn không muốn, mà là không dám, ai biết những sinh linh khác cảm nhận được tu la thân thể khí tức, có thể hay không giết đi lên. 8 đầu kim sắc sinh linh đã đủ hắn chịu được, hắn cũng không muốn đối mặt càng nhiều sinh linh, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết không hai. Hô hô, 8 đầu kim sắc sinh linh kêu to một tiếng, không hẹn mà cùng từ 8 cái phương hướng đáp xuống. Cuồng bạo năng lượng màu vàng óng bao Tiêu Phàm bao phủ. Kiếm phệ, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, quanh thân chán phóng vô cùng vô tận kiếm khí, không khác biệt công kích tứ phương. Đinh đinh đang đang,
Từng đợt thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, vang vọng thật lâu tại hư không, bốn phía đốm lửa bắn tứ tung, đem phương viên mấy ngàn dặm tất cả đều bao phủ. Xa xa nhìn tới, tựa như một cái lồng ánh sáng màu vàng óng úp ngược lên mặt đất, đồng thời có vô cùng vô tận kiếm khí xuyên thấu quang tráo bắn ra. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, hung hiểm. Mấy tức về sau, một đạo áo đen thân ảnh từ quang tráo bên trong xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở cao mấy chục dặm không, lạnh lùng hướng về phía dưới. Nhưng mà gần như đồng thời, tám đầu sinh linh nghịch thiên mà lên, căn bản không có buông tha Tiêu Phàm dự định, ngược lại càng đánh càng hung. Dừng tay, cũng coi như mấy người sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, một vệt kim quang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cách đó không xa kim sắc sinh linh, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đối phương có chút quen thuộc. Thiếu chủ, chính là hắn thương ngươi, chúng ta giết hắn. Tám đầu kim sắc sinh linh lách mình ra bây giờ chạy tới kim sắc sinh linh bên người, trong đó một đầu lạnh lẽo mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ ra, trước mắt kim sắc sinh linh nguyên lai chính là mình tổn thương một con kia. Mà mặt khác tám đầu, là tới báo thù cho hắn. Hắn có chút may mắn bản thân nghe theo Tử Như Huyết mà nói, không có giết cái kia kim sắc sinh linh. Bằng không mà nói, bản thân gặp cũng không phải là tám đầu. Tất nhiên đối phương xưng là thiếu chủ, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đây là một cái tộc đàn, khẳng định có không ít tộc nhân. Tiêu Phàm cũng không muốn cùng dạng này một tên biến thái chủng tộc là địch. Im ngay, kim sắc sinh linh thiếu chủ quát chói tai một tiếng, nói, nếu như không phải hắn thả ta, ta hiện tại đã chết. Cái gì, mặt khác tám đầu kim sắc sinh linh kinh ngạc hết sức. Trên mặt đều là không thể tin. Bọn họ vẫn cho là, thiếu chủ là bị người đánh lén, thật không nghĩ đến, vậy mà thật bị một cái hạ phẩm nguyên tôn tu sĩ đánh bại. Ta gọi Kim Lân, không biết các hạ là. Kim sắc sinh linh thiếu chủ tự báo tính danh, đối Tiêu Phàm cũng không hề tưởng tượng như vậy cừu hận, dù sao, lúc ấy là hắn đánh lén trước đây. Mà Tiêu Phàm chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng, cuối cùng đánh bại hắn, không giết hắn, còn bắt hắn cho thả. Kim Lân đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn, huống hồ, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, bản thân chưa chắc có thể lưu lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật không có giấu giếm cái gì, dù sao hắn cũng duy trì diện mục thật sự, không cần thiết lừa gạt vạn cổ hung phần thổ dân. Tiêu Phàm, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, không biết người có bằng lòng hay không tiến về ta Kim Tu La tộc làm khách. Kim Lân sang sảng cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy. Biểu tình kinh ngạc, cũng không phải hắn sợ Kim Lân cố ý mời hắn, nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Mà là, Kim Lân chủng tộc, để Tiêu Phàm khó có thể bình tĩnh. Ngươi vừa rồi nói các ngươi là cái gì tộc, Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Kim Tu La tộc A, Kim Lân ngược lại là lơ đễnh, ngược lại có chút tự hào nói. Kim Tu La tộc, từ Kim Lân trong miệng đạt được xác nhận, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới Tu La truyền thừa bên trong ghi lại một cái tin tức. Kim Tu La tộc, chính là Tu La tổ ma sáng tạo một chủng tộc, hình thái một mực duy trì Kim Tu La bộ dáng, không thể biến hóa. Điểm này, Kim Tu La tộc cùng Tu La tộc hoàn toàn khác biệt, hai người so sánh, cũng đều có tệ lợi. Kim Tu La, tương đương với trời sinh có được Tu La ngũ biến lực lượng, có thể cùng Tu La tộc so sánh, đã mất đi tấn thăng khả năng. Đương nhiên, bọn họ Tu La huyết mạch lực lượng không cách nào tấn thăng, nhưng là sức mạnh thân thể cùng Tu Vi lại có thể tăng lên, cùng bình thường chủng tộc không hai. Ngoại trừ Kim Tu La bên ngoài, còn có cường đại hơn Tử Kim Tu La, Hắc Kim Tu La. Tiêu Phàm bây giờ tu luyện đến Tu La lục biến, đã hơi có Tử Kim Tu La đặc chất, nếu như tu luyện ra Tu La thất biến, vậy liền là chân chính Tử Kim Tu La. Về phần Hắc Kim Tu La, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng có khả năng chỉ có Tu La tổ ma cùng táng, hai người kia đạt đến như vậy cấp độ. Bởi vì Tu La huyết mạch không cách nào tấn thăng duyên cớ, Kim Tu La một mực duy trì Tu La hình thái, bọn họ không cách nào biến hóa, cái này cũng là bọn hắn nhìn qua cùng người không sai biệt lắm, nhưng lại có chút bất đồng nguyên nhân. Tiêu Phàm trước đó còn đang suy nghĩ, vì sao cái này kim sắc sinh linh quen thuộc như vậy, hơn nữa lực lượng cường đại như thế.
hắn thật đúng là không hướng Kim Tu La phương hướng nghĩ. Dù sao, hắn trở thành Kim Tu La, là không có bộ lông, có thể Kim Lân bọn họ, lại là bộ lông giống như đúc bằng vàng ròng, cực kỳ sắc bén, giống như phủ thêm một tầng áo giáp. Có gì không đúng sao? Kim Lân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua Kim Tu La tộc? Không nên a, tất cả tộc nhân sớm tại Thái Cổ những năm cuối liền tất cả đều rút lui Thái Cổ thần giới. Không có gì, Tiêu Phàm bất động thanh sắc nói. Hắn mặc dù là Tu La tộc tộc trưởng, từ huyết mạch tới nói, tự nhiên cũng là Kim Tu La tộc tộc trưởng, dù sao, Kim Tu La tộc đều là Tu La tổ ma sáng tạo ra. Nhưng là, bây giờ đã qua tháng năm lâu dài như thế, tuy biết Kim Tu La tộc còn có nhận hắn hay không tộc trưởng này đây. Đi, cùng ta tiến về tộc ta bộ lạc, Kim Lân cũng không quan tâm Tiêu Phàm thần sắc, ngược lại là cho rằng Tiêu Phàm người này có thể lui tới. Thiếu chủ, nhưng là, những người khác có thể không vui. Nhiều năm như vậy, thế nhưng là có rất ít người có thể được mời tiến về Kim Tu La tộc, dù cho vạn cổ hung phần thổ dân, huống chi một cái thái cổ thần giới người ngoại lai đây. Ta là thiếu chủ, vậy thì các ngươi là thiếu chủ. Kim Lân mở chừng hai mắt, dọa đến những người kia vội vàng quỳ gối hư không. Kim Lân, nếu không coi như hết, Tiêu Phàm cũng không muốn để Kim Lân khó xử, huống chi, hắn bây giờ còn nghĩ đến tiến về Tổ Sơn đây. Ngươi không phải là muốn lấy tiến về Tổ Sơn a? Kim Lân nhìn ra Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, liền ngươi người cũng mang đi, nơi đó thế nhưng là vạn linh cấm địa. Vì sao? Tiêu Phàm không hiểu hỏi. Thiếu chủ, Kim Lân thuộc hạ không vui, ngươi làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói a? Kim Lân lại là tựa như không nghe thấy đồng dạng, tự lo không xong nói ra, nơi này chính là có vào không ra vạn cổ hung phần, tiếp qua hai ngày thời gian, liền muốn loạn. Loạn, Tiêu Phàm tâm thần siết chặt. Lại là phát hiện Kim Lân ngẩng đầu nhìn thiên khung, Tiêu Phàm cũng không tự chủ được nhìn tới. Lại là nhìn thấy thiên khung ẩn ẩn lấp lóe lấy hồng quang. Hắn tử tế quan sát thời khắc, một sợi kia hồng quang nhưng lại tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Kim Lân cảm nhận được một đám thuộc hạ mang tới áp lực, nhếch miệng, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, chẳng trách mình trong lòng một mực có cỗ bất an mãnh liệt, hiện tại hắn tìm được đầu nguồn. Cỗ kia bất an 89 phần 10 cùng Kim Lân nói tới sự tình có quan hệ. Vậy phải như thế nào mới có thể tránh thoát đi? Tiêu Phàm biết rõ Kim Lân có chút không thể nói lời, nhưng hắn vẫn hỏi nói. Ngươi chỉ biết là sao, vạn cổ hung phần cái gì cũng không nhiều, nhưng là lão thử rất nhiều. Kim Lân đáp phi sở vấn nói, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ngay sau đó vội vàng trong bóng tối lấy ra truyền âm ngọc phù. Thâu nhập một đạo tin tức. Đi thôi, dù sao thời gian một tháng này, sự tình gì đều không làm được. Kim Lân vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Kim Lân một cái, mặc dù Kim Lân mà nói nhìn như rất tùy ý, nhưng mỗi câu bên trong đều cho hắn tiết lộ tin tức. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lúc trước tha Kim Lân một mạng, quá giá trị. Mà lúc này, thần ở Tổ Sơn bên ngoài Nam Cung Tiêu Tiêu đám người. Tất cả đều nhận được Tiêu Phàm tin tức. Hai ngày sau vạn cổ hung phần đại loạn, tốc độ trốn vào lòng đất, một tháng sau trở ra. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, những người khác cũng lộ ra vẻ không hiểu. Tiêu Phàm khẳng định đã biết cái gì, chúng ta làm theo. Tà Vũ lại là 10 điểm quả quyết tin tưởng Tiêu Phàm. Ngay sau đó, đám người nhanh chóng hướng về rời xa Tổ Sơn phương hướng bay đi. Tiêu Phàm đi theo Kim Lân rời đi. Dù cho hắn nội tâm đối Kim Lân còn có chút đề phòng, nhưng nghĩ tới có thể từ Kim Lân trong miệng đạt được không ít tin tức, hắn không thể không đặt mình vào nguy hiểm. Cơ duyên dĩ nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng mệnh mới là trọng yếu nhất. Nếu như Kim Lân mà nói là thật, thì tương đương với gián tiếp cứu Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một mạng. Kim Tu La tộc không có ở vạn cổ hung phần sao? Tiêu Phàm ngừng chân ở một mảnh vách núi bên bờ, hơi kinh ngạc nói. Vạn cổ hung phần thế nhưng là thế gian nguy hiểm nhất mấy chỗ hung địa một trong, bên trong lại còn có thể mở mang ra mặt khác thế giới. Tộc ta lão tổ lấy đại thủ đoạn xúc địa thành thốn, áp xúc một vùng không gian, tính không được mặt khác thế giới. Kim Lân cười giải thích nói. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, bất quá cho đến bây giờ,
hắn đều còn không có hiểu rõ vạn cổ hung phần đến cùng là như thế nào địa phương. Đúng rồi, Kim Lân, các ngươi có thể thấy được qua một bộ thi thể không đầu. Tiêu Phàm nghĩ tới hoang ma, có lẽ Kim Lân bọn họ biết rõ. Cái kia to con, Kim Lân híp híp hai mắt, trên mặt lộ ra nồng nặc kiêng dè, ta chỉ là xa xa gặp qua hắn một lần, không biết hắn đi nơi nào, ngươi biết hắn. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không thừa nhận, không biết, bất quá cũng gặp một lần. Đó là tốt nhất, cái kia to con giết không ít yêu thú, đoán chừng phải xui xẻo. Kim Lân ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu, cái gì gọi là giết yêu thú liền phải xui xẻo, chẳng lẽ những yêu thú kia tộc nhân cũng tới trả thù sao? Bất quá hắn không có mở miệng hỏi thăm, Kim Lân có mấy lời nhìn như tùy ý nói ra, nhưng hắn bản thân rất rõ ràng cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Không muốn nói cho Tiêu Phàm, dù cho Tiêu Phàm hỏi thăm, hắn cũng sẽ không nói. Tốt rồi, chúng ta đi vào đi, qua một tháng sau ngươi trở ra, đến lúc đó mau rời khỏi vạn cổ hung phần. Kim Lân bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết. Sau một khắc, hư không đột nhiên nổi lên một trận liên y, xuất hiện một đạo khe hở, một mảnh rộng lớn không gian hiện lên ở Tiêu Phàm tầm mắt. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, cái này Kim Tu La tộc thật đúng là hảo thủ đoạn. Vậy mà tại vạn cổ hung phần bên trong mở ra như vậy một mảng lớn không gian, hơn nữa còn có thể tránh né vạn cổ hung phần sắp đến họa loạn. Khó trách khả năng đủ ở vạn cổ hung phần huynh tồn tại vô số tuế nguyệt, vẫn có nhất định đạo lý. Tiêu Phàm ngược lại là không do dự, đi theo Kim Lân lách mình tiến nhập không gian liệt phùng, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một nơi thạch đầu bình đài. Bình đài bốn phía, thủ hộ lấy không ít Kim Tu La tộc tu sĩ. Trong đó còn có một cái hạ phẩm pháp tôn tọa chấn. Hiển nhiên, nơi này là Kim Tu La tộc môn hộ, Kim Tu La tộc đều rất coi trọng. Thiếu chủ, người lại bắt được kẻ ngoại lai. Tuần tra hạ phẩm pháp tôn cường giả đi tới, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái này là bằng hữu của ta, không muốn chậm trễ. Kim Lân trịnh trọng nhắc nhở nói. Tại hạ thất lễ, xin thứ tội. Hạ phẩm pháp tôn Kim Tu La liền vội vàng khom người nói xin lỗi, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm ngoài ý muốn, Kim Tu La tộc đẳng cấp so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm ngặt rất nhiều. Kim Lân bất luận thực lực và địa vị, ở Kim Tu La trong tộc đều xem như đứng đầu, những người khác tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Đúng rồi thiếu chủ, Kim Đằng thiếu gia cũng mang đến một mình vào đây, nói là có biện pháp mở ra tổ mộ, bọn họ đã tiến về tổ mộ chỗ. Tuần tra tu sĩ đè thấp lấy thanh âm ở Kim Lân bên tai nói. Đồ hỗn trướng, dám thừa dịp bản thiếu gia không ở đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, ai cho hắn lá gan. Kim Lân giận tím mặt, cũng không lo được chiêu đãi Tiêu Phàm, lấy tay vung lên nói, tất cả đi theo ta. Hắn một đám thuộc hạ nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, đằng đằng sát khí đi theo Kim Lân sau lưng, hướng về nơi xa kích xạ đi. Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, đã nói xong chiêu đãi đây. Người nhà cứ như vậy chiêu đãi. Nhìn thoáng qua bốn phía, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn cùng đi lên xem một chút, bọn họ trong miệng tổ mộ là cái gì, để Kim Lân phản ứng lớn như thế. Kim Lân nổi trận lôi đình, trên đường đi không ít Kim Tu La tộc tu sĩ gặp được Tiêu Phàm cái này kẻ ngoại lai, vậy mà không có người nào dám kiểm tra hắn. Không bao lâu, Tiêu Phàm đi theo Kim Lân tiến nhập một tòa thành trì, sau đó đi tới một tòa xa hoa phủ đệ. Phủ đệ bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, một cỗ lãnh ý tràn ngập toàn trường. Bất quá, ai cũng không có ngăn cản Kim Lân đến, Kim Lân mang theo một đoàn người mạnh mẽ đâm tới, tiến nhập phủ đệ chỗ sâu, lạc ấn trong mắt bọn hắn chính là một cái huyết sắc thạch môn. Huyết sắc thạch môn cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, toàn thân dường như thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm, chung quanh nó rõ ràng không có cái gì, lại cho người ta một loại cảm giác đặc thù. Dường như mở nó ra, liền có thể thông hướng một cái thế giới khác, quả nhiên là 10 điểm quỷ dị. Tiêu Phàm nhìn thấy huyết sắc thạch môn, con người kịch liệt co rút lại một chút, hắn còn cho rằng mắt mình hoa. Cái này huyết sắc thạch môn, không phải đang huyết ma luyện ngục bên trong sao? Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi hết sức. Hắn rất xác định, vô luận là huyết sắc thạch môn tạo hình, hay là lên phương huyền diệu đường vân. Đều cùng hắn từng tại huyết ma luyện ngục bên trong thấy qua huyết sắc thạch môn giống như đúc. Nơi đó có một cái thì cũng thôi đi, cái này vạn cổ hung phần bên trong làm sao cũng có một cái, chẳng lẽ cái này huyết sắc thạch môn cũng biết nói.
Tiêu Phàm lúc trước đối huyết sắc thạch môn ẩn ẩn có một loại phỏng đoán, nếu như mở nó ra, vô cùng có khả năng nối liền huyết u minh. Đương nhiên, hắn cũng không dám xác định, chỉ là huyết sắc thạch môn phía trên tán phát khí tức, cùng huyết u minh giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa, lúc trước huyết sắc thạch môn cũng đã nói với hắn, xuyên qua cửa đá, hậu phương chính là huyết ma luyện ngục tầng thứ 3, bởi vì Tiêu Phàm lúc trước thực lực quá thấp, đối phương không cho hắn đi vào. Lúc trước hắn nói ta tới quá sớm, không biết bây giờ ta, có thể hay không mở ra huyết sắc thạch môn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, người cũng sẽ có hôm nay kết quả. Một tiếng cuồng tiếu đem Tiêu Phàm giật mình tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn tới, lại là gặp được một tấm chán ghét khuôn mặt. Khương Chấn Long, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn nghĩ không hiểu, Khương Chấn Long vì sao lại ở chỗ này. Bất quá trong đầu hắn trong nháy mắt trả về nhớ tới cái kia tuần tra thủ vệ lời nói, Khương Chấn Long hơn phân nửa chính là cái kia kêu cái gì kim đằng người tìm đến mở ra cái gì tổ mộ. Tiêu Phàm, người bình thường ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới cũng có trở thành tù binh một ngày a. Khương Chấn Long hét giận giữ lấy hướng Tiêu Phàm tới gần. Tiêu Phàm không có mở miệng, ngược lại như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Khương Chấn Long. Người nhà không thấy được ta cái rắm sự tình đều không có đứng ở chỗ này sao, cùng tù binh có nửa điểm quan hệ sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có vẻ như không sợ chết. Bất quá, nếu để cho ngươi sống không bằng chết đây. Khương Chấn Long hung tợn hướng về Tiêu Phàm nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên một cái cao lớn uy mãnh Kim Tu La nói, Kim Đằng huynh, cái này tù phạm đưa cho ta xử trí làm sao? Kim Đằng. Cái này Kim Đằng chính là Kim Lân tức giận nguyên nhân. Kim Đằng nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm một cái, liền khoát tay một cái nói, một cái tù phạm mà thôi, tùy ngươi xử trí như thế nào. Tạ, Khương Chấn Long vui sướng cười to không thôi, nghĩ đến bản thân rốt cục có thể giết Tiêu Phàm, thay chết đi Khương Thiếu Hư báo thù, hắn liền không nhịn được kích động. Giờ phút này, hắn hận không thể rút Tiêu Phàm gân, lấy Tiêu Phàm ra. Ở đâu ra ngoạn ý? Nhưng ai biết, không đợi Khương Chấn Long động thủ, Kim Lân liền lạnh lùng quét Khương Chấn Long một cái, lạnh giọng nói, ngươi có bị bệnh không? Khương Chấn Long tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Kim Lân sắc bén con ngươi, nhưng hắn toàn thân lạnh lẽo. Quả thật có bệnh, Tiêu Phàm đánh giá Khương Chấn Long một cái, nghiêm túc gật đầu. Ngươi nha, liền cái gì tình thế đều thấy không rõ, liền tự cho là đúng, không phải có bệnh lại là cái gì? Cái gì rác rưởi? Chúng ta nói chuyện, có ngươi ngắt lời phần sao? Khương Chấn Long còn chưa tức giận, Kim Đằng đột nhiên thét mắng một tiếng, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm giận sợ mà tới. Hắn thấy, mặc kệ Tiêu Phàm là Kim Lân tù phạm cũng tốt, vẫn là Kim Lân khách nhân cũng được, bản thân một tát chết hắn, đều là rơi Kim Lân mặt mũi sự tình. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, cái này Kim Đằng được không bá đạo, xuất thủ liền muốn đưa mình vào tử địa. Thật sự coi chính mình là bùn nặn sao? Kiếm thệ, Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào toát ra một thanh kiếm, một đạo kiếm quang bỗng nở rộ, trong chớp mắt liền xé ra Kim Đằng bàn tay, kiếm quang vẫn như cũ không giảm mảy may. Kim Đằng sắc mặt biến hóa, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ, vậy mà dễ dàng như vậy phá mở bản thân một đòn. Bất quá, Kim Đằng dù sao cũng là hạ phẩm pháp tôn tu vi. Một cái nghiêng người tránh thoát Tiêu Phàm kiếm quang, chỉ có vài sợi tóc nhẹ nhàng rớt xuống. Nhưng mà đây đối với Kim Đằng mà nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục lớn lao, tự mình ra tay trước đây, lại còn bị một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh chém rụng vài cọng tóc. Ngươi đáng chết, Kim Đằng gầm thét một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh khủng huyết sát chi khí. Kim Đằng, ngươi động thủ thử xem, Kim Lân con ngươi lạnh lẽo, ở ngay trước mặt ta, giết ta Kim Lân khách nhân. Thật coi ta là giấy dán hay sao? Cảm nhận được Kim Lân sát khí trên người, Kim Đằng cắn răng, cuối cùng đã ngừng lại thân hình, tiểu tử, chờ ta cởi ra tổ mộ, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Vậy chờ ngươi cởi ra đang nói, Tiêu Phàm lơ đãng nói. Huyết sắc thạch môn bầy ở trong này đã vô số năm tháng, Kim Tu La tộc đều không thể cởi ra, tìm đến một cái cùng Tu La tộc người không liên quan, lại làm sao có thể cởi ra đây? Kim Đằng huynh. Đợi ta cởi ra huyết phong chi môn, còn mời đến lúc đó sẽ đem tiểu tử này giao cho ta xử trí. Khương Chấn Long không buông tha bất luận cái gì giết Tiêu Phàm cơ hội. Tốt, Kim Đằng gật gật đầu,
sau đó nhìn về phía Kim Lân nói, Kim Lân thiếu chủ, chờ chút nhìn ngươi còn có thể hay không bảo vệ được hắn. Hừ, Kim Lân lạnh rên một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng lo lắng. Kim Lân, nếu như Kim Đằng cởi ra huyết sắc thạch môn sẽ như thế nào? Tiêu Phàm trong bóng tối cho Kim Lân truyền âm nói, Kim Lân như thế lo lắng, nghĩ đến nếu như mở ra huyết sắc thạch môn, đối với hắn khẳng định có ảnh hưởng không nhỏ. Tộc ta tổ huấn có lời, phàm là có thể mở ra huyết sắc thạch môn tộc nhân, vì ta Kim Tu là tộc tộc trưởng, bất luận kẻ nào không được vi phạm. Kim Lân sắc mặt khó coi nói. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, khó trách Kim Đằng không đem Kim Lân để ở trong mắt, Kim Lân chỉ là thiếu tộc trưởng mà thôi, chỉ cần hắn mở ra huyết sắc thạch môn, vậy hắn chính là Kim Tu La tộc tộc trưởng. Nhất tộc nắm chắc, Kim Đằng lại có sợ gì đây? Bất quá Tiêu Phàm lại là không có nửa điểm lo lắng, Khương Chấn Long không biết dùng biện pháp gì lừa gạt Kim Đằng mà thôi, cái này huyết sắc thạch môn như thế nào dễ dàng như vậy mở ra? Mấu chốt là, huyết sắc thạch môn căn bản cũng không phải là thông thường cửa, nó là có sinh mạng, 89 phần 10 là thạch nhân tộc sinh linh. Tiêu Phàm, người có thể mở ra cửa đá, mở ra tổ mộ sao? Kim Lân đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn Kim Lân lời nói, sau đó lắc đầu. Hắn có thể hay không mở ra huyết sắc thạch môn, bản thân thật đúng là không rõ ràng. Mấu chốt còn phải nhìn huyết sắc thạch môn tâm tình. Kim Lân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Khương Chấn Long đã đến gần huyết sắc thạch môn, chỉ thấy hắn bóp tay đánh ra từng đạo huyền diệu thủ quyết. Đại xuất bia thủ, Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Khương Chấn Long. Người nhà có bị bệnh không? Đại xuất bia thủ rõ ràng là thủ đoạn công kích, người dùng nó tới mở huyết sắc thạch môn. Khôi hài sao? Nhưng mà... Để Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc chính là, huyết sắc thạch môn vậy mà run một cái, hư không đều run run một hồi, tựa như đại xuất bia thủ thật sự có thể uy hiếp đến huyết sắc thạch môn một dạng. Kim Đằng trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kích động, chỉ cần Khương Chấn Long mở ra huyết sắc thạch môn, hắn coi như nhất cử trở thành Kim Tu La tộc tộc trưởng A. Kim Lân, coi như Khương Chấn Long mở ra huyết sắc thạch môn, vậy cũng cùng Kim Đằng không quan hệ A. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Khương Chấn Long là ta mời tới người, hơn nữa hắn không phải ta Kim Tu La tộc người, tự nhiên xem như công lao của ta. Kim Đằng cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Dạng này sao? Tiêu Phàm tay phải xoa cằm, trong đầu không biết đang trầm tư cái gì. Khương Chấn Long tiếp tục thi triển đại xuất bia thủ, huyết sắc thạch môn rung động càng ngày càng lợi hại, nhưng vẫn không có mở ra xu thế. Khương Chấn Long sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm y phục. Khương lão ca. Ngươi nghỉ ngơi một chút tiếp tục, Kim Đằng liền vội vàng tiến lên nịnh nọt nói. Phải biết, vô số tuế nguyệt đến, có thể dung chuyển huyết sắc thạch môn người cũng không nhiều, Khương Chấn Long xem như trong đó một cái này khiến Kim Đằng làm sao không kích động đây. Khương Chấn Long gật gật đầu, trong lòng lại là rơi vào trầm tư, ta Khương gia đại xuất bia thủ, chuyên môn nhằm vào thạch đầu, vì sao mở không ra đây? Hay là nói, cửa đá này không thể lấy bình thường cửa đá đến độ lượng. Hắn làm sao biết, đây căn bản cũng không phải là cửa đá, mà là thạch nhân A, chỉ là hình thái có chút cổ quái mà thôi. Nghỉ ngơi nửa ngày, Khương Chấn Long tiếp tục thử nghiệm, nghĩ đến chỉ cần khai mở huyết sắc thạch môn liền có thể giết chết Tiêu Phàm, hắn liền tựa như đánh máu gà một dạng. Tiêu Phàm, chờ ta mở ra cửa đá, là tử kỳ của ngươi. Khương Chấn Long trong lòng đưa cho chính mình động viên. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn cũng không quan tâm. Ngược lại tay lấy ra cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Trong quá trình này, Kim Tu La tộc lục tục có người chạy đến nơi đây. Để Tiêu Phàm kinh dị là, Kim Tu La tộc vẫn còn có một cái trung phẩm pháp tôn cường giả, hắn cũng từ chung quanh tu sĩ trong miệng biết được thân phận của người kia, chính là Kim Tu La tộc tộc trưởng Kim La. Cái này Kim La khí tức trên thân có thể so sánh Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu còn mạnh hơn không ít, đoán chừng khoảng cách thượng phẩm pháp tôn cũng không xa a. Tiêu Phàm âm thầm phán đoán. Vị đạo hữu này, trước nghỉ ngơi một chút, từ từ sẽ đến. Kim La vẻ mặt tha thiết nhìn xem Khương Chấn Long, sau đó lại nói, Đằng Nhi, ngươi không sai, tộc ta chắc chắn trong tay ngươi phát dương quang đại. Còn không có mở ra đây. Kim Lân bĩu môi nói. Đồ hỗn trướng. Người thiếu chủ này không giúp đỡ thì cũng thôi đi,
còn ở lại chỗ này nói ngồi châm chọc. Kim La lạnh lùng chừng Kim Lân một cái. Nhị thúc hiểu lầm lân đệ cũng tìm tới một cái hạ phẩm nguyên tôn, nói không chừng có thể mở ra tổ mộ đây. Kim Đằng vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói. Kim La lãnh đạm quét Tiêu Phàm một cái, sau đó lại nói, tìm đến thứ đồ chơi gì, người cho ta Kim Tu La tổ mộ là ai đều có thể mở ra sao. Kim Lân cúi đầu, nhẫn thụ lấy Kim La giận mắng, chờ Kim La dừng lại, hắn mới cho truyền âm nói, Tiêu Huynh, xin lỗi, liên lụy ngươi. Ta ngược lại thật ra không có việc gì. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, bất quá, người xác định là hắn ruột thịt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 206.